Dạ, sorry mọi người, em quên mở cái microphone lên. Đây. Dạ. Thì cái hôm nay thì anh xin giới thiệu cái một cái bài em nghĩ là nó tương đối là hay, và bây giờ người ta vẫn đang gọi là nghiên cứu rất là nhiều. Và cái môn này nếu mà gọi là học cơ bản nó không á, gọi là nó sẽ nó không phải là một khóa nữa, mà có thể là phải tốn nhiều khóa để mà chỉ rành gọi là những cái cơ bản đối với trong cái kỹ thuật này thôi. Đó là về cái network hoặc graph. Network có nghĩa là những cái mạng lưới và những cái đồ thị. Mà này mình chỉ nhập môn thôi để mình biết một số cái nó có thể làm được. Thế ví dụ như mọi người thường nghe thì em sẽ lấy một vài cái ví dụ mà nó tương đối là nó cơ bản ha. Thì à, với lại giới thiệu thôi là cái này thì em sẽ lấy cái slide với lại có tinh chỉnh một số cái, gọi là em sẽ loại bỏ những cái mà em cảm giác là nó hơi khó ở trong cái phần này, để mà gọi là mình chỉ cần nắm cái cơ bản thôi. Phần thuật toán này em sẽ loại bỏ bớt. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu về cái gọi là nhập môn và cái graph trước. Thì đầu tiên á, hồi nãy em có nói mọi người là mọi người nghe thì tưởng nó sâu xa, nhưng mà ví dụ như mình có thể hình dung những cái đơn giản như thế này, tức là ở trong cái đồ thị của mình á, làm mà thường á, thì bản đồ mình hay đọc rồi đó, thì bản chất nó cũng là chỉ là cái đồ thị thôi. Tức là ví dụ như mọi người có để ý là đây bản bản đồ ở cái này nằm nào ta, đường Lê Hồng Phong, Võ Văn Kiệt, phường 1. À, này cũng không biết, ít khi đi thành phố lắm. Thì ví dụ như mình sẽ có những cái điểm và những cái vị trí tương ứng với này, thì những cái vị trí ví dụ như những cái nút giao như thế này, hoặc là những tên con đường như thế này, khoảng cách của nó, độ rộng của nó chẳng hạn, thì cái đó mình sẽ biến thành một cái đồ thị. Ví dụ như mình phóng nhỏ nó lại thì mình sẽ có được, ví dụ như cái này là cái đường chim bay của cái máy bay chẳng hạn, thì đây cũng chính là là cái đồ thị. Và mà mình hình dung nó như sau. Thứ nhất là ví dụ những cái chấm hay là những cái nốt thì nó chính là những cái vị trí điểm đến này. Thì ví dụ như trong cái bên cái không không chỉ là trong cái bản đồ mình thấy, mà ví dụ như nó là một cái cặp giá trị bất kỳ. Ví dụ như là giữa thường mình có chơi Facebook rồi, chơi mạng xã hội rồi đó, thì ví dụ đây cái cục màu đỏ này là em nè, và những cái người kết bạn với em á, thì gọi là thầy bạn bè, ví dụ là những cái cục màu vàng. Còn ví dụ cái cục màu đỏ mà nó trực tiếp tới em á, thì ví dụ như này là vợ em đó, thì thành ra là hai hai cái này thì cái màu nó sẽ tô nó có sự khác biệt chẳng hạn đó. Vậy thì còn những cái mà cái đường gạch màu đỏ này nó chính là gì? Nó chính là cái relationship. À, cái thì đối với cái đường màu đỏ này thì đôi khi nó sẽ là có những cái tính chất đó riêng, thì người ta sẽ ví dụ như là cái khoảng cách này chẳng hạn, hoặc là độ rộng, hay là về cái mối quan hệ, ví dụ như là mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ bạn bè vân vân đó. Thì mình có thể thấy hình dung là chỉ hình dung sơ như vậy là mình đã thấy là rất là nhiều cái mối liên hệ trong cuộc sống của mình, rồi ngay thậm chí là cái mối liên hệ của nó ở trong cái gọi là khoa học, tức là về cái ví dụ mình đối với sinh học chẳng hạn, thì có những cái gene nó tương tác với nhau, thì những cái gene nó tương tác nhiều hay là ít, rồi cái mối quan hệ tương tác của nó là gì, nó có thể là receptor, có thể là ligand tương tác với nhau chẳng hạn, hay là nó lại là một cái kiểu theo mô típ là gọi là cái tumor suppressor với lại cái oncogene, dù hai hai cái anh đó nó lại có một cái mối quan hệ nữa. Thì cái đó mình thấy trong sinh học, và mọi người chỉ nghe kể sơ vậy thôi là đã thấy là cái ứng dụng của nó quá trời luôn. Nhưng mà làm sao để tính, làm sao để làm ra được những cái đó, thì mình sẽ đi vào chi tiết giới thiệu cụ thể hơn. Thì đầu tiên đó là do cái này thì nó cũng hơi đi ngang một chút xíu, tức là trước khi mà học về cái đồ thị á, thì ý ra là mình sẽ nên học những cái nó nhỏ hơn bên trong. Ví dụ chẳng hạn như khi mình nói về cái AI nè, mình nói về machine learning, mình nói về cái deep learning nè, thì mỗi cái nó là một cái subset nhỏ bên trong. Thì này tương tự thôi, ví dụ như ở đây thì cái graph là mình có thể phân biệt được
là à, ok, tức là nó phải có cái là cái đại diện cơ bản mẫu của nó, thì à cái này nghĩa là nên nói từ nhỏ ra ngoài trước cho nó dễ hơn. Tức là cái linked list nó cũng có thể gọi là cái tree hoặc là cái graph, nhưng mà cái linked list nó có cái điểm đặc biệt của nó chính là gọi là mỗi cái node, mỗi cái điểm á, thì nó sẽ liên kết với cái điểm trước đó và nó liên kết với nhau thẳng băng luôn nè, mọi người thấy không? Đó. Và ví dụ như cái linked list này thì khi mà nó sẽ chia ra nhiều cái nhánh và chia theo phân tầng thì mình sẽ gọi là cái tree hoặc cái heap. Thì cái sự khác biệt thì cái linked list này thì nó cũng là cái tree ha. Và tương tự vậy thì mình nhìn cái tree này nó cũng chính là cái graph. Vậy thì đây mình sẽ nhìn thấy được một cái khác biệt giữa cái tree so với cái graph, nó là cái gì? Thì cái graph thì khi nào mà gọi là graph nhưng mà nó không phải là tree, tức là khi mà nó có cái sự gọi là tương tác giữa những cái node với nhau và nó không có theo kiểu kiểu theo chiều và theo phân tầng như thế này, mà nó có thể chỉa theo nhiều hướng khác nhau. Đó. Thì chỉ nhìn nhìn cái hình là mình sẽ biết hiểu được là người ta đang nói về cái gì. Nhưng mà chung quy thường thì những cái tính chất chung của cái linked list, tại vì linked list nó cũng là cái tree, mà cái tree nó cũng là cái graph theo tính chất bắt cầu, thì thành ra là mỗi cái tính chất mà của cái graph này đều đẩy xuống dưới này được, cho nên thành ra là nếu mà gọi là mình học được xong cái graph này thì có thể là ứng dụng để tìm hiểu để làm thêm thêm những cái thuật toán nhỏ nhỏ cho hai anh này nữa. Nói chung là mỗi mỗi anh phân loại ra thì có những cái tính chất riêng rồi này, nó tương đối hay. Rồi thì giờ ví dụ như ở đây thì người ta chỉ định nghĩa cơ bản thôi, tức là cái graph của mình thì nó là một tập hợp gồm các gọi là các điểm node và cạnh. Cái này cũng không biết chữ node này tiếng Việt hình như nó cũng là chữ node luôn á đó. Thì đối với những cái node này thì người ta cũng có thể gọi là cái vertex, hoặc là cái cạnh này thì cũng có thể gọi là cái kết nối. Thì nói chung là những cái chữ này thì em chỉ dùng, nếu mà dùng tiếng Việt thì em chỉ dùng gọi là cái node với lại cái cạnh thôi. Cái node là node sần, với cái cạnh là tức là cái cạnh đó là cái cầu nối giữa hai cái node. Thì đối với cái cạnh đó, thì nó có thể gọi là xuất hiện giữa hai cái node giống như em vừa nói xong. Thì ví dụ như, và đây có một cái tính chất ha, ví dụ như mình có cái hai cái node và nếu mà có chung cái cạnh thì gọi là nó là liền kề adjacent, giống như cái adjacent normal, tức là cái vùng mà tế bào bình thường, ví dụ khối u đúng không, xong rồi có cái vùng bé cái bên cạnh nó chưa thành khối u thì gọi là adjacent normal. Rồi tiếp theo thì cái này em cũng vừa có đề cập trong cái phần giới thiệu, đó chính là những cái cạnh này nó có tính chất gì, tức là nó sẽ có cái trọng số đi kèm với nó. Thì những cái trọng số này là cái gì? Ví dụ như nãy mình nói về cái phần gọi là đường đi chẳng hạn, thì cái đường đi nó có thể là cái quãng đường, độ rộng của con đường. Còn giả sử như mà ví dụ như là cái hãng hàng không chẳng hạn, mình đi đường hàng không á, thì có thể là ví dụ như là cái chi phí chẳng hạn, để mà mình tính chi phí thuận tiện nhất cho ví dụ như mình đi từ đây sang Mỹ, thay vì đi một chuyến thì cái chi phí nó đắt, mình có thể đi quá cảnh để mà giảm cái chi phí. Có một số cái mà người ta có thể tính toán dựa vào cái ứng dụng này, hoặc là cái phần methylation chẳng hạn, với lại cái chain abstraction. Ví dụ mình có thể link, có thể kết nối giữa hai cái thông tin đó với nhau, thì cái trọng số ở đây mình có thể dùng là cái hệ số liên quan, hệ số tương quan chứ, Pearson Correlation chẳng hạn. Đó. Thì ở đây có thêm một cái nữa là cái những cái cạnh này á, thì nó phải có chiều hoặc là không không có chiều. Thế nào là có chiều? Thì cái có chiều á, giống như nãy em có nói, ví dụ như là có một số cái mình đi đường trên phố chẳng hạn, mình đi một số đường á, thì nó là đường hai chiều, đi rất thoải mái. Nhưng mà một số cái không có đường hai chiều, nó là đường một chiều. Thì từ những cái việc mà có chiều hay không có chiều này nó cũng sinh ra những cái tính chất riêng đặc trưng để mà mình có thể sử dụng cái thuật toán tiếp theo. Ví dụ như là thuật toán mà mình tìm đường chẳng hạn, tìm đường ngắn nhất
từ ví dụ từ Đức Hòa lên chỗ thành phố Hồ Chí Minh quận 1 chẳng hạn, thì mình có rất là nhiều đường. Vậy thì đường nào là đường ngắn nhất, những quận nó tính làm sao, thì họ em cũng có ví dụ cho mọi người tính để hiểu con nó vui vui thôi. Rồi tiếp theo là những cái nốt của mình đó, thì nó có thể là có cái nhãn. Những cái nhãn đó là cái gì, ví dụ như hồi nãy mình có thể quay qua ví dụ như quan hệ của cái nốt màu đỏ với lại màu vàng nè. Ví dụ cái màu vàng chỉ là thành phố bình thường thôi, còn cái màu đỏ thì nó chỉ là những cái trung tâm tài chính lớn chẳng hạn. Ví dụ mình phân chia như vậy, hoặc là ví dụ mình có cái màu đỏ là cái chim, còn cái phần màu vàng thì nó có thể là cái methylation, một cái CP size nào đó. Thì nói chung là mình có thể tô nhiều màu, thì nó có thể là gọi là bay bậc thai graph. Ví dụ mình có hai loại label nè, hoặc là mình có nhiều hơn, ví dụ ba cái thì gọi là tri bậc thai graph đó. Rồi thì ví dụ như để mà cái việc mà có chiều không có chiều thì ví dụ như mọi người nhìn ra hiểu là ngay đi, nó có chiều, tức là ví dụ cái ví dụ ở đây người ta nè có mũi tên, thì tức là cái chiều từ nốt này xuống cái nốt này. Còn ví dụ mà không có chiều, tức là chỉ cần gạch thôi, một cái đường gạch thôi, hoặc là đôi khi là người ta sẽ gạch để chỉ rõ luôn đó là đôi khi là trong vát nó vừa có một chiều vừa có hai chiều á, thì người ta sẽ vẽ cái mũi tên đi và mũi tên lại, tức là hai mũi tên nếu mà nó có cái đường hai chiều. Cho nên mình chú ý cái vấn đề đó. Rồi thì ở đây thì em có ví dụ một cái tương đối đơn giản, tức là những cái địa điểm ví dụ từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi Đà Lạt đúng không, thì những cái cạnh nó chính là những cái con đường, còn cái khoảng cách, còn cái trọng số của nó chính là khoảng cách 300 cây số. Còn cái này dĩ nhiên đương nhiên là nó là indirect rồi, tại vì cái này nếu mà mọi người gọi là chiều đi từ B sang A, mọi người đi đường đó, và chiều từ A sang B, mọi người đi đường cũng cái đường đó luôn cũng được, tại vì cái này là đường quốc lộ mà, quốc lộ đâu có kiểu mà gọi là quốc lộ hai lane chứ, cái kia chắc là hai làn chứ ta, cái đó cũng biết hai chiều chứ, hai chiều em nhầm, cái làn là cái đường vạch kẻ trên một cái chiều. Rồi thì thành ra kêu gọi là indirect, tức là mình đi từ B sang A được và từ A sang B cũng được. Rồi thì đây cái ứng dụng đó, thì ví dụ như mọi người hồi nãy em chỉ kể mọi người là một số cái ứng dụng nó nhỏ nhỏ thôi, cái này em sẽ ghi cụ thể hơn, tức là ví dụ như về cái máy tính và những cái mạng nó giao tiếp với nhau như thế nào đó. Ví dụ như là máy tính của em nè và mọi người nè, tại sao mình lại đang ở trong chỗ này, làm sao nó thể tương tác với nhau, nó truyền dữ liệu. Ví dụ như là em đang nói và nó truyền dữ liệu về đâu để mà nó truyền cái âm thanh mà em đang nói về cho mọi người nghe được đó. Và cái việc tính toán như thế nào để nó tối ưu đúng không, chứ giờ ví dụ như là em đang nói đây thì có nhiều đường, chả lẽ bây giờ nó phải tính toán, nó suy nghĩ ok bây giờ chuyển đường nào cũng được. Nó cũng giống như kiểu là một cái hệ thống giao thông mà không có hệ thống điều tiết của đèn xanh đèn đỏ gì á, nó sẽ rất là hỗn loạn, và chẳng hạn nó bị nghẽn nữa. Chẳng hạn như giờ nó phải tính à, nó phải chuyển cái tín hiệu nó sang Mỹ, xong rồi từ Mỹ nó lại chuyển về cho mọi người, thì cái đó nó có quá cực không, rất là cực luôn. Còn một cái nữa ví dụ như là em cũng hay bị nè, tức là mà có mấy đợt mà ví dụ như là ở bên Úc chẳng hạn, là em truy cập vào cái server ở bên Úc không được, thế là em phải truy cập vào một cái con server mà con server đó đặt ở bên châu Âu, và từ cái con server bên châu Âu em mới truy cập ngược lại về con server bên Úc. Tức là không biết bằng cách nào đó mà người mà cái mạng nó bị vấn đề đó, thì cái đó mình mới thấy là nó cái vấn đề nó sinh ra không biết là tại sao. Thì mình nghe là nếu mà ok hơn, người ta phát hiện ra người ta có thể chỉnh sớm cái vấn đề đó. Rồi tiếp theo nữa là gọi là từ những cái thông tin mà ví dụ như đường, khoảng cách, vị trí nè, với lại hồi nãy mọi người có để ý là ví dụ như những cái điểm trên cái đồ thị nè, với lại cái hình vẽ, thật ra những cái điểm với lại những khoảng cách này thì nó có thể kết hợp để nó tạo ra cái map như thế này. Còn những cái điểm này thì để mà vẽ cho chính xác thì chỉ cần thêm cái index, tức là cái vị trí tương đối của nó trên bản đồ thôi. Còn cái quãng đường thì nó sẽ kết hợp thêm cái với cái khoảng khoảng cách nữa.
bây giờ nó làm hay hơn là cái kiểu là ngày xưa là nó chỉ tính được là cái phần gọi là quãng đường rồi cái nào ngắn nhất thôi. Bây giờ nó còn bây giờ Google Maps mọi người có sạch đó, nó sẽ cho mình thêm một cái gọi là cái đoạn đường thường đông thường xuyên đông đúc này, chắc vậy đúng không ta? Đoạn đường thường xuyên ùn tắc giao thông đó, thì ví dụ nó sẽ kết hợp không chỉ đơn giản là cái tổng số, chỉ là cái phần mà gọi là cái khoảng cách quãng đường, độ rộng quãng đường, mà nó kết hợp thêm là cái thông tin từ cái những cái thiết bị di động á, mà gọi là di chuyển trên đường á, thì ví dụ nó xác định được là hiện tại là có nhiều thiết bị di động di chuyển trên đó và di chuyển với tốc độ chậm, thì nó sẽ gửi tín hiệu về và cái app Google Maps mình á, nó sẽ báo là à, chỗ này đang di chuyển chậm, nó chỉ cho mình cái đường khác chẳng hạn đó. Mà nói chung Google Maps nhiều khi nó cũng không đỡ ô lắm đâu, không mấy lần mà em đi xuống dưới quê nó chỉ đường vô nhà người ta chứ không có cái đường đi tiếp, hoặc là phải lội qua sông nhưng mà không có cây cầu đó. Rồi tiếp theo về cái mạng xã hội đó, thì mạng xã hội này thì em thấy nó cũng cực kỳ hay luôn. Tức là làm sao mà mọi người thường có để ý là ví dụ như là cái mạng xã hội của mình á, mình kết bạn với bạn của mình đúng không? Xong rồi nó trên Facebook nó sẽ đề xuất bạn những người mà bạn biết, có thể biết, sau đó là bạn ok giờ bạn kết bạn đi. Nhưng mà rõ ràng đó là làm sao để mà mình biết được những người đó chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ phân tích được ra những cái đặc điểm chung giữa mình với những người đó. Tại cái này là một cái ứng dụng của Graph Theory luôn. À, ví dụ như chẳng hạn như thầy Lợi với em chẳng hạn, thì ví dụ như nó thấy là à, có một người mà lập lập cái nick mới và kết bạn với em với thầy Lợi và thấy đặc điểm chung là à, hai người đều đều gọi là thường xuyên xem hoặc là thường xuyên share về những cái mà về kinh sinh chẳng hạn, thì nó mới suggest là ok giờ anh gọi là Hoàng hay là Kim Cương, những người cũng quan tâm thì các bạn chẳng hạn. Và thêm cái nữa là những cái người mà gọi là trung gian chẳng hạn như là em không biết thầy Lợi nhưng mà thầy Lợi biết một người thứ ba và người thứ ba nó cũng biết em, thành ra là suggest kiểu vậy. Tức là mình không biết về cái sự tồn tại của cái tài khoản đó trên mạng nhưng mà thông qua những cái gọi là người hàng xóm, những cái người mà gọi là bạn của bạn mình thì cũng là bạn của mình đó, nghe nó hơi đó đúng không? Thì đại loại là nếu mà mình quen người A, người A quen người B thì mình cũng quen người B, dần dần nó sẽ như vậy. Rồi cái tiếp theo nữa là cái phương tiện công cộng. Cái phương tiện công cộng thì em nghĩ là chắc là nó cũng sẽ tương tự giống như là cái phần mà gọi là di chuyển trên kia thôi, nhưng mà chủ yếu là nếu mà mọi người nếu mà có đi xe buýt thường giống như em này hồi trước thấy á, là lúc đó mình đi mình sẽ thấy là cái xe buýt thường nó đi tới một điểm đúng không, xong cái nó dừng đi, xong tới một điểm mặc dù là nó có thể chạy tiếp đường đường vắng nhưng mà nó vẫn tới đó nó dừng để nó đi đúng theo đúng cái giờ. Thì hiện tại là cái đó là ở Việt Nam mình nó là xe buýt nó còn làm theo kiểu như vậy, mặc dù là nó cũng ok á, tức là để đảm bảo với cái việc đó là ví dụ khoảng đúng 11 giờ hoặc là 11 giờ lẻ năm chẳng hạn thì cái xe đó nó sẽ đi sang cái khoảng đó, nó không đi sớm hơn, nó không đi trễ hơn. Mà cái đó là cái một cái mà nó cũng tương đối là nó gọi là mình làm hơi máy móc thôi. Nếu mình làm tốt hơn đó, thì có thể là đưa vào cái thông tin của nó là tức là định vị nó chẳng hạn, sau đó sử dụng một cái app và cái app đó sẽ cho cái thông tin gọi là hiện tại là cái xe nó đang về đến ở vị trí nào và tương lai tức là khoảng sau bao nhiêu lâu nữa nó sẽ tới cái vị trí của mình chẳng hạn, thì cái sự sai số đó mình sẽ làm nó nhỏ, cố gắng làm nó nhỏ nhất và cái đó nó có thể là rất là hay. Rồi tiếp theo là về cái flow chart, thì cái này không phải là cái kiểu mà đồ thị mà theo kiểu dùng dùng chải hay là cái alluvial chart, cái đồ thị kiểu biến đổi giữa cái hai cái nhóm, mà cái này là kiểu mọi người thường có để ý là cái đường ống đúng không, đường ống nước chẳng hạn hoặc là đường dây điện đi. Thì giờ mấy anh ở trên kia mấy anh tính sao, ví dụ anh chuyển được là cái bể nước tổng đi thì đặt ở khu gần sông Sài Gòn xử lý nước đó, xong rồi chuyển đi các khu vực trong thành phố, thì cái đường ống người ta phải tính được cái tiết diện của đường ống bao nhiêu để và cái khu vực đó xài lượng nước khoảng bao nhiêu và đi đường ống nó như thế nào
và họ phải xây dựng được cái van, tức là bây giờ ví dụ như khu vực ở quận 1, quận 2, quận 3 thì mỗi khu vực đó xài bao nhiêu lượng nước, mình sẽ có cái van để điều chỉnh. Ví dụ như là có những chỗ mà nó có thể nó cần nhiều lượng nước hơn, thì mà trong khi đó mình có 10 đường ống đúng không, thì không thể nào mình dồn cho nó đi hết 3 đường ống và nó và những cái đường ống còn lại nó đi ít. Nếu như vậy thì có nhiều khả năng xảy ra. Ví dụ như nó có khả năng đáp ứng được thì không nói, nhưng mà nếu mà gọi là nó không có khả năng đáp ứng được, tức là đường ống của mình nó sẽ bị bể đó. Mình phải phân làm sao để mà cho cái đường ống của mình nó đi vừa tới thôi, nó đi vừa đủ để mà mỗi đường ống nó phải đảm bảo được, gọi là ví dụ từ đó nó chia tới nhà dân nó vừa đủ, nó không có quá nhiều đó, vân vân. Và may may thành ra mình thấy là ứng dụng của nó hầu như là nó xuất hiện trong cuộc sống mình hàng ngày rất là nhiều. Cho nên và trong khoa học nữa đó. Thì nên là mấy cái này nếu mà mình gành được là gọi là mà nếu mà Việt Nam mình làm bây giờ chắc là có anh Tiki đang làm. À sorry mọi người, có người kiếm em đem 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 ra chút xíu. Alo sao á? Alo alo, mọi người có nghe em không ạ? Có em, có em. À ok, sorry tại có người kiếm em mà nên em phải ra. Dạ thì cái phần mà nãy em vừa nói tới đâu rồi nhỉ? À ok, em vừa nói xong cái phần ứng dụng đúng không? Dạ thì giờ ví dụ như mình thấy là cái ứng dụng nó hay ho rồi, mình cũng có hứng thú rồi, thì bây giờ mình mới đi vô gọi là quay lại tiếp một số cái tính chất để mình học. Thì từ tính chất đó mình mới hiểu rồi, mà mình mới biết là nó làm sao đó để tính được. Thì đây có một số cái tính chất của cái đồ thị nè, ví dụ như là cái path và cái gì, tức là cái gọi là một chuỗi, gọi là các nóc mà nó liền kề. Thì này đơn giản thôi, ví dụ như cái đường mình đi đó, thì ví dụ giờ muốn đi từ gọi là từ chỗ em mà lên Đà Lạt đúng không, là phải đi lên Phố Hồ Chí Minh, rồi có thể đi xuống Vũng Tàu, đi Vũng Tàu xong rồi gian đường Bình Thuận đó. Ủa có đường Bình Thuận không ta? À đúng rồi, gian đường Bình Thuận với Ninh Thuận, ở cái đất kia cái gì ta, Phan Thiết, Mũi Né, đúng rồi, xong xong rồi lên tới Đà Lạt. Thì cái đó là mà gọi là một cái đường đúng không? Còn ví dụ như là có một cái đường khác, ví dụ như là em đi lên Phố Hồ Chí Minh xong đi quốc lộ 1 thẳng lên luôn, thì đó là hai con đường khác nhau. Thì đó là cách mình hình dung về một con đường. Rồi tiếp theo là cái ấy cycle hay là cái vòng, thì tức là sao, tức là cái gọi là cái con đường của mình nó có thể hình thành được một cái vòng tròn đơn giản này. Ví dụ như lấy ở đây nha, đây nè, thì ví dụ giữa ba, ít nhất là mình phải có ba cái nốt để mình hình thành được mấy vòng tròn đúng không. Ví dụ cái ba cái nốt này thì hình thành được một cái vòng tròn đó, từ cái nốt này đi sang nốt này sang này, kết thúc điểm đầu và kết thúc nó đều kết thúc ở điểm này được, còn ba cái nốt này là không được này nha. Thì ba cái nốt này đâu đi, nó đâu có đi, tại vì nó có chiều mà, cái này đi qua này được, cái này đi qua này được, cái này nó không đi ngược lại được đó. Thì mình nhìn vô mình sẽ hình dung được là cái có cái vòng nó cái gì. Rồi tiếp theo là về cái đây đó, anh đây rách với lại anh đây đấy, tức là cái không có cái chiều thì tức là nó sẽ không có cái vòng nè, gọi là hay là kêu cái tri tại vì các. Còn tiếp theo là mà đối với cái gọi là cái đồ thị mà nó có cái chiều mà nó không có cái vòng thì nó gọi là cái direct acyclic graph. Cái này thật ra nó chính là hai cái định nghĩa mà gọi là của cái phần tri đây nè, cái tri nè và cái linked list nè. Thì đối với cái tree này thì đúng là nó không có không thể nào hình thành được cái vòng này, tại vì nó phân cấp phân tầng và chỉ có cái nốt ở dưới nó chỉa ra thêm thôi, chứ đâu có thể tự nó cái lá cuối cùng đâu có thể chỉa ngược lên đâu đó. Còn ví dụ đối với cái link list này thì bản chất là nó là cái này, thì nếu mà có ai mà làm về cái data engineer thì nó sẽ có cái đó kêu là cái gì ta. À,
cái Diachikra, nó nghĩa là cái Directed Acyclic Rap, tức là cái rap trực tiếp, mà cái này dùng để xử lý những cái nhiệm vụ, tức là mình sẽ làm ví dụ như là xử lý dữ liệu theo bước 1 xong rồi, xong bước 1 xong rồi nhảy sang bước 2, từ bước 2 xong rồi mới nhảy sang bước 3, từ bước 3 xong rồi mới nhảy sang bước 4, thì cái đó mình mới gọi là cái DA, cái DAG này. Rồi thì cái này là mình đã quay lại mình chỉ định nghĩa là ba cái hình kia thôi, nãy mình xem hình nhìn sẽ biết hình nghĩa. Rồi tiếp theo về gọi là những cái gọi là cái wrap, nó có gọi thế nào gọi là cái connected wrap, tức là nó sẽ có những cái con đường mà gọi là nó kết nối giữa mỗi cặp của những cái nốt đó. Còn bây giờ có những cái nó có thể rời rạc ra, ví dụ có những cái nốt nó đứng mình riêng đó thôi, mặc dù nó cũng là đồ thị, ví dụ nó là một cái quần đảo chẳng hạn, mà mình đang vẽ về cái đường bộ để đi gọi là cái đồ thị về cái đường bộ, thì con đường đi sang đường sang cái đảo thì nó không được rồi. Cho nên mình mới nhớ là cái connected graph, cái tên của nó làm sao là nó ý nghĩa vậy luôn, không có gì đặc biệt hết. Rồi tiếp theo gọi là một cái đồ thị mà nó hoàn toàn luôn, tức là những cái cạnh của nó là mỗi cái đồ thị nó đều có. Thì cái này thì một số cái giống như này em nói là cái đảo mà mình vẽ cái đường bộ thì dĩ nhiên là đi không được rồi, chỉ có thể là đi đường thủy thôi. Rồi cái tiếp theo này thì gọi là người ta sẽ implementation, thì cái này là người ta sử dụng cái Java. Thì cái này là do trong cái sách mà của thầy đưa với lại cái hồi em học á, thì thật ra là đều là sử dụng cái Java á, cho nên thành ra cái phần này thì em sẽ tạm bỏ qua, tại vì đối với cái việc mà gọi là cái Java này thì em nghĩ là em tính ra những top ngôn ngữ học thì chắc là nó khó, thì chắc là nó đứng sau C cộng cộng, C cộng cộng xong rồi tới nó. Còn Python thì dễ, R cũng dễ nè đó, cho nên là mọi người cũng em nghĩ là hiểu ý tưởng thôi. Cốt sau thì mình sẽ có thử với lại cái phần Python. Thì thay vì gọi là mình implement nó bằng code thì đây mình sẽ gọi là sử dụng những cái hiểu cách gọi là nó lưu như thế nào thôi. Thì chỉ đơn giản như thế này, tức là sử dụng cái extension matrix, là cái ma trận liền kề. Thì ví dụ mọi người nhìn vô đây mọi người sẽ biết liền như vậy đúng không? Ví dụ ở đây mình sẽ có node 1, 2, 3, 4. Thì bình thường á, nếu như mà nó không có chiều á, thì mình sẽ gọi là không có chiều thì dĩ nhiên là nó sẽ gọi là nó đồng dạng với nhau đúng không? Tức là ví dụ ở đây mình nhìn thấy là cái số 1 mà nó chính là cái quay hay là cái hệ số của nó. Còn nếu mà nó không có thì mình mặc định nó là 1. Thì giả sử ở đây mình thấy là cái node số 2 nè, quay cái node số 1 có một cái. Đó, 1 sang 2 có một cái, 1 sang 3 có một cái. Tuy nhiên ở đây mình nhìn lại nè, thấy không? 3 sang 1 nó không có cái nào, tức là nó không có chiều. Còn nếu như mà cả hai cái mà giống như em vừa nói là hai cái mà nó đều không có chiều gì hết thì rõ ràng nó sẽ đồng dạng với nhau thôi. Thật ra là cái này nếu mà mình lưu á, mình có thể gọi là loại bỏ luôn nữa cái ma trận phía sau, tại vì nó đối xứng mà. Thì tới lúc đó mình chỉ nhìn nữa ma trận trên là mình ok rồi. Đó. Còn đối với dạng chiều á, có chiều á, thì mình sẽ sử dụng cái ma trận mà có cái ma trận liền kề, và cái này sẽ không đối xứng. Tại vì một cái ma trận thể hiện một chiều, ma trận kia thể hiện chiều còn lại. Thì nhìn vô là mình sẽ biết được cái chiều này, cái ma trận tử này mình sẽ vẽ được ra thành hai cái này dễ dàng đúng không? Nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi liền ha. Nên mọi người ở đây có cái hình mô tả mình thấy rất là cụ thể. Rồi tiếp theo có một cái cách nữa mà gọi là người ta làm nó cũng khá là hay. Tức là ví dụ như mọi người để ý trên này đúng không? Mọi người có để ý thấy không? Có nhiều cái số không quá. Có nhiều cái số không mà có thể là mình không cần thiết. Và giả sử như là trong một cái ma trận như vậy và nó kéo dài lên nữa thì giống như máy tính mình vậy, mình lưu càng nhiều nó càng nặng, mà trong khi có những cái thông tin nó không cần thiết, và liệu có cách nào gọi là mình bỏ nó, bỏ bớt cái thông tin mà mình cần phải lưu, nhưng mà cái lượng thông tin của mình không mất mát nha. Ví dụ như một số cái thuật toán mà mình làm thì có thể mất mát thông tin, ví dụ như thuật toán mà gọi là cái gọi là compress lại cái hình ảnh á, sử dụng thuật toán K-min á, tức là những cái màu nào nó gần tương đồng á thì phân thành nhóm, xong phân thành nhóm màu,
xong rồi sử dụng cái màu đó để đại diện cho toàn bộ cái những cái màu tương ứng. Thì mặc dù là nó có thể là nó giảm được kích thước dữ liệu nhưng mà bị mất mát đi cái lượng thông tin mà mình cần lưu. Còn cái đối với cái attention list này á, nó sẽ tốt hơn so với cái attention matrix kia. Thì ví dụ mọi người nhìn trên đây thấy thì cái nốt số 1 nói với 2, 3, cái nốt số 2 không có nói nốt nào hết, cái nốt số 3 nói với cái nốt thứ tư, cái nốt số 4 nói với cái nốt 2, 1. Đó. Thì nếu như vậy thì mình đã nhìn thấy được gọi là cái việc gọi là giờ dữ liệu nó sẽ đỡ hơn được phần nào. Rồi, thì bây giờ á, Ô em nghĩ chắc khoan em cho tôi hỏi, em quay lại cái ma trận số 2 á, em quay lại cái attraction matrix đi. Cái ma trận số 2 á, 3 4. Sao nó không có số, không có 0 hay 1 gì em? Nó rỗng là sao vậy? cái 3 4 hả? Ví dụ như theo thầy thì sẽ điền số mấy hả thầy? Nếu mà thầy nhìn vào cái đồ thị từ bên này nó qua đây nè. Tôi điền số 0 á, 3 4. À dạ đúng rồi. Dạ thì nó đúng là số 0 á thầy. Tại này em nghĩ là chắc do đổi đánh máy thôi. Còn cái này thì do nó là cái symmetric, nó là đồng dạng, cho nên nếu mà mình không nhìn đồ thị này và thì mình Nó cũng không sẽ phải biết đồng đánh. dạng mà nó đối xứng nè. À đối xứng, đối xứng, đối xứng. Đúng rồi, dùng từ Ờ, đối xứng. vậy em điền vô đi, em điền vô đi. À đúng rồi, này PDF em điền không được. PDF. Dạ. Còn Rồi. cái Ủa sao mà mọi người không hỏi vậy? Sao mấy người kia không hỏi vậy? Sao kỳ quá vậy? Có nghĩa là không 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 nghe hay là cái gì vậy? em thấy Hay là một tôi phạm lỗi cái gì gì mà vậy? Sao em? em nghĩ đấy là kiểu như ma trận mà hồng biểu diễn lại thanh 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 thôi ạ. Em cũng nghĩ hỏi gì ạ. Không phải, có nghĩa là mình thắc mắc giống như nó không cái mình thấy nó không đúng đúng không thì mình hỏi chứ đâu có chứ đâu có vấn đề gì đâu. Mà ví dụ giờ ở chỗ đó là ví dụ như tôi đúng không, một cái không để có nghĩa là null đó, có nghĩa là mình để là NA đúng không, NA thì nó sẽ khác với không đó mọi người chứ nó không phải là giống đâu ha, là mình không biết chứ không phải là nó không có. Hai cái chuyện Đúng đó rồi. là khác nhau đúng không, mình không biết. Một cái chuyện là ví dụ người ta nói hung thủ có phải người đó không, đúng không? Đó, mình nó không biết, với lại cái chuyện là cái người đó không phải là khác á, là không giống nhau đâu. Được không? Thầy nói nghe ghê quá thầy. Không có đâu, thiệt sự á. Ở đây có nhiều người không biết cách diễn đạt luôn á. Thì có tôi hỏi mà, giống như là không biết cách diễn đạt giữa cái chuyện là giống như khi mà ra tòa, ví dụ vậy đúng không? Người ta hỏi cái nhân chứng là có biết người đó có phải hung thủ không? Cứ lắc đầu là sao? Lắc đầu là sao? Là có nghĩa là người đó không phải hay là không biết, hai đó cái đó khác nhau rồi nha, đúng không? Mà khác nhau đó ảnh hưởng rất lớn luôn á, chứ không Đúng. phải là chơi đâu mọi người ha. Đó, bởi vì là mình phải biết cách diễn đạt, mình phải biết định nghĩa của cái chữ không biết nó khác với định nghĩa cái chuyện là người đó không phải đó, hai cái đó nó khác nhau à. Và Mà có thầy người kể ý không phân biệt được hai cái đó luôn á. thầy nói Rồi là việc bây rẻ giờ nha. sao em ơi, bây giờ mình tiếp tục là tôi biết được là cái này á, thì Hiếu sẽ rất là rành đúng không, đó học với trong cái không biết là học discrete mathematics á, đó tớn rồi toán rồi rạc sẽ học về cái rap theory đó, còn nó có cả một cái môn là rap theory riêng nữa đó, thì không biết được là sẽ bên kia thì họ sẽ học như thế nào đúng không. Đó bây giờ em chứng minh cho cái chuyện là cái attraction matrix của em á, thì em lưu á, em thử làm một cái ma trận 500 500 ha, với lại một cái list đó, một cái wrap mà em có 500 node đúng không, em sẽ lưu nó với cái dạng attraction matrix, với lại cái dạng kia nó sẽ giống như giảm bớt cho mình cái storage á đó bao nhiêu lần, rồi mọi người sẽ thấy được là nó kinh khủng lắm 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 luôn ha. Đó nhưng mà thôi bây giờ mình không có thời gian mình chuẩn bị, nhưng mà nói chung là cái object matrix á, thì nó sẽ chứa nhiều cái mà mình tốn storage với memory để đọc vào đúng không. Đó mọi người không tin thử đọc một cái data frame với lại một cái list đó mà nó khác nhau đó, về cái dimension của nó thì sẽ save rất là nhiều chỗ ha. Đó rồi tiếp tục đi em. Dạ, em muốn hỏi thầy này, Giang ơi, cái list á,
Thường thì tôi thấy là người ta mấy cái dữ liệu mà mình làm thì người ta sẽ làm matrix, còn ở cái clip này thì tôi ít thấy, gần như không thấy luôn, thì tại vì nó có khuyết điểm gì với cái kia, hay là tại do là cái data nó khác biệt, hay là tại lý do gì nữa không? À, ví dụ như cái này là mình lưu đúng không? Có chữ storage nè. Nhưng mà ví dụ như giờ ví dụ mình tính toán thì sao? Giờ đặt câu hỏi ra là nếu mà mình tính toán thì sao? Và mình đã học rồi đúng không? Ví dụ như đưa về cái ma trận thì nó tính toán nó có những cái nó có những cái tính chất nó hay riêng. Còn ví dụ như bây giờ nếu mà để như vậy không nè, là mình tính là cũng hơi kịch, tức là mình cũng phải transform nó về ma trận rồi mình tính đúng không? Chứ còn nếu mà để nguyên như vậy thì xong rồi tính luôn thì gọi là cần chia cái accession matrix. Tức là mỗi cái nó có cái hay và cái nhiệm vụ của nó, tức là cái này sẽ là thường là để lưu nếu mà gọi là gặp trường hợp lớn á, còn nếu mà trường hợp ít ít tôi lưu luôn cái này, tức là cái accession matrix luôn là được rồi. Còn còn cái loại của này á là gọi là thuận lợi cho việc tính toán. Hồi nãy là ai hỏi á? Hoàng đúng không? À, tôi Thiên Giang à. À rồi, Thiên Thiên, À, rồi cảm ơn cấp nghe. đi. Rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ hết cái phần 1 rồi đó mọi người, tức là về cái giới thiệu intro thôi đó. Thì mọi người thấy có thắc mắc chỗ nào không? Là mình chỉ mới đi qua sơ thôi. Giang ơi cho chị hỏi là cái quay hồi nãy em nói á, nếu như mà ví dụ như em nói nó là độ dài của quãng đường hoặc là cái gì cái độ độ nặng của ví dụ như là với cân nặng thì nó là độ nặng, nhưng mà khi mà em trình bày lên trên graph là biểu diễn thành dạng nốt với lại dạng cái liên kết á, thì cái quay đó nó là nó sẽ biểu thị cho mình biết độ dài của cái liên kết hả hay sao? Chị hỏi rất hay. Cái có nghĩa là ví dụ như giờ đúng không? Giả sử như mình nhìn như này thì mình thấy được được cái pháp như này, nhưng mà cái quay của nó tương ứng nó chỉ là một thôi đúng không? Còn giả sử như mỗi cái quay nó khác nhau, ví dụ mỗi cái là 0.1, 0.2 này, 3 này, 4 thì làm sao để đưa nó vào? Ví dụ đối với cái adjacent matrix thì mình có thể ghi trực tiếp nó vào cái số nếu mà có cái liên kết thôi đúng không? Còn không liên kết thì mình cứ để không thôi. Thì tương tự giống như vậy anh, nếu như mà cái trường hợp này thì mình sẽ gọi là ghi thêm cái giá trị của nó kế bên thôi, ghi thêm giá trị nó, ví dụ như là cái một này đúng không, liên kết tới cái số 2 xong một phẩy xong cái giá trị của nó 3 xong rồi cái giá trị của nó cái quay đi sau nó hoặc cái quay đi trước nó. Nói chung là có rất là nhiều cái cách implement, mà ví dụ như gọi là có nhiều cái cách mà gọi là đưa nó vào cái code để mà lưu trữ, nhưng mà gọi là về cái ý tưởng cơ bản thì nó sẽ là như vậy. Có ông có, là gọi là mình sẽ đi kèm với cái hệ số vô thôi, còn ví dụ có ông có thể thực hiện là cái em ra mình nó thể là bằng R ba ra ba thì ý tưởng nó cũng như nhau thôi. Dạ. Thì nó đi kèm mà được. Tại vì chị đọc mà chị cứ bị lẫn lộn giữa cái định nghĩa cái quay với lại cái degree á. Tại vì chị hiểu nếu mà cái degree là số mối liên kết đúng không? Nếu như mà một liên kết Đúng rồi. với hai với ba thì nó có hai điểm thì đó là cái degree của nó chứ đâu phải là cái quay đâu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, em ơi cái đó thì không em không nên làm lẫn đâu em. Cái quay có nghĩa là thí dụ như tôi nói dầu đúng không? Đó dẫn dầu từ Liên Xô sang Đức, ví dụ vậy đúng không? Thì một cái quay có nghĩa là cái luồng dầu đi vào cái ống đó đúng không? Một cái lưu lượng là bao nhiêu? Được không? Cái đó là cái quay. Được không? Còn cái degree á là từ một cái điểm nào đó, thành phố nào đó, Liên Xô đúng không? Nó sẽ phân ra làm bao nhiêu cái luồng đó để nó dẫn qua bên Đức, nó có thể đi lên phía Bắc rồi nó đi qua bên Poland đúng không, rồi nó vô Đức, hoặc là nó đi xuống phía Nam nó qua Ukraine đúng không, rồi nó quay lên lại Czech Republic, Slovakia đúng không, rồi nó quay qua Áo rồi mới lên, ví dụ như vậy đó. Thì cái đó là cái degree của nó, có nghĩa là một điểm đó đúng không, nó nói hai ba với nhau là cái em nói là cái degree đó đúng không em. Còn cái quay là có nghĩa là một cái luồng, cái flow của nó có cái sức trọng tải tải bao nhiêu, thí dụ như vậy được không em. Hai cái đó không có cái gì gọi là khó phân biệt, nó khác nhau hoàn toàn mà. Dạ vậy như
cái adjacency matrix hồi nãy Giang nói á, cái số 1 với số 0 đó là quay degree. Mẹ thấy là degree mới đúng chứ. Ờ degree. Chứ không có cái nào là quay ở trong đây hết đó. Chưa có cái quay. Cái này là cái quay mà thầy. Cái này là cái quay và tương ứng là vì do là mình không có thể để cái quay hệ số vô trong cái đồ thị này cho nên đặt nó là 1. Còn nếu mà có cái hệ số của nó vô thì ví dụ như là cái từ 1 sang 2 nè thì cái độ dài cũng là 100 đi thì mình có 100 vô này. Còn cái về cái degree nó thì từ cái này mình mới tính ra được cái degree của nó nè. Ví dụ như là có thể là từ cái số 2 đúng không? Mình có thể là mình tính thuật toán của nó như sau. Đơn giản là mình sẽ sum, tức là mình sum theo cái cột đúng không? Mình thấy được là cái số 1 có 1, cái số 2 có 2 giá trị, cái số 3 có 1 giá trị, cái số 4 có 1 giá trị. Vậy thì cái degree tương ứng của nó là 1, 2, 1, 1. Còn cái việc count đó thì mình sẽ count cái nào khác không thôi á. Tại vì chưa biết là cái quay của nó hay cái quay của nó là có cái nói sao ta? Cái quay của nó là có cái giá trị là bao nhiêu. Ví dụ nó không phải là bằng 1 á thì mình cứ cộng 1 vô. Đôi khi là sai nha. Còn cái cách tính mà gọi là mình tính đẳng, sau đó mình trừ cho giá trị mà bằng 0 á là bao đúng. Nha. Yeah. Mình nghĩ chắc cũng có chút xíu nhầm lẫn đây thôi, không có sao. Vậy em bây giờ em bắt đầu hỏi mọi người được không ạ? Một cái quay là thí dụ như giờ một cái đồ thị tôi gỡ này là cái quay. Ví dụ như là một cái người đưa pizza đúng không? Đó. Ví dụ như mà đưa pizza từ điểm A cho tới điểm D, ví dụ vậy đúng không? Thì ví dụ như bây giờ mọi người cũng biết rồi, ở Việt Nam mình nó có cái, những cái chốt, đúng không? Dĩ nhiên nó không phải ở đâu cũng có. Đó, nhưng mà nó sẽ có những cái chốt thu phí. Đó. Ví dụ như mà từ điểm A mà tôi qua điểm B á, thì có cái chốt thu phí là 20 đô, đúng không? Có cái chốt thu phí là 10 đô. Đó vậy đó, thì cái đó là cái quay của nó. Đúng không? Cái quay là một cái gì đó mà trên cái đoạn đường đó, ở trên cái đường đó mình làm nó có cái gì đó, mình bất kỳ cái gì quay thì cũng được hết á. Được không? Để qua từ B qua C thì 4 đô, nhưng mà từ B qua K thì 3 đô. Đó vậy đó. Làm sao em chọn cái quay mà em tới cái điểm D là thấp nhất. Đúng không? Được không Thinh? Ha? Cái đó là cái quay đó. Chứ còn mà cái ma trận ở trên là chỉ cho mình biết được là nó connect với là cái nào thôi, chứ nó không có cái quay ở trong trận. À, thầy ơi, vậy nếu như mà khi mà biểu diễn lên trên cái dạng graph này thì cái quay đó nó chính tương đương với lại cái độ dài của cái liên kết đúng không thầy? Tôi đâu có thấy biểu diễn nãy giờ có cái nào có cái quay đâu. Thì cái bây giờ... hình mà thầy gửi lên đó thầy, ví dụ như cái đường ngắn của... em thấy cái đường ngắn có cái số 2, có cái số 7 hình như không phải. À, nó ngẫu nhiên ha chị. Ví dụ như mình muốn làm cũng được. Trời đất ơi, ai mà vẽ ra cho cái quay cho nó đúng giống như cái đó được đâu em. Người ta vẽ ra vậy tượng trưng thôi chứ đâu có vẽ ra được là 7 thì nó phải dài hơn 2 hay là cái này đâu có. Người ta vẽ ra nó đâu phải là khoảng cách thực tế đâu đúng không? Thí dụ 20 với 10 thì 20 nó cong hơn tí xíu thôi chứ nó đâu có, cái đó nó không có liên quan gì tới cái vẽ ra hình đó. Được không? Dạ rồi. Cái visualization không hả chị? Còn ví dụ mình quan trọng là cái số mình tính đưa ma trận máy có thực toán nó tính sao? Hình như mất hết một tiếng rồi. Để vậy thôi, chắc em làm tiếp phần tiếp theo luôn. Ủa, nãy giờ mới nói 10 slide hả trời. Rồi, bây giờ em nghĩ chắc là người thường có thể sẽ từng có hỏi, nhưng mà gọi là sẽ không như thế nào. Thì đây sẽ là cái phần là cái đường ngắn nhất. Tức là ví dụ như giờ mình muốn đi từ điểm A lên thành phố chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái adjacent matrix giống như nãy, tức là những cái địa điểm mà nó nằm trên cái đường mà nó thể đi qua đó chẳng hạn, nó có kết nối với nhau. Thì người ta từ những cái adjacent matrix đó thì làm sao để mà gọi là tính toán cái đường nào ngắn nhất để nó recommend cho mình đúng không? Chứ giờ ví dụ như mình mở cái app Google lên mà nó đề xuất cho mình cái đường đi
từ đây qua quận 1 mà nó không đi qua quận quốc lộ 10, tỉnh lộ 10 chứ, mà nó phải đi đường Hóc Môn xong rồi vòng bên quốc lộ 22 đi đường Phú U thì lúc đó là đâu có được, nó là chết mình. Thì mình phải suy nghĩ như vậy. Nhưng mà đôi khi cũng có một cái hay nữa là gì, tức là đôi khi có đường một chiều và đường hai chiều. Thì mọi người nhớ ví dụ đôi khi á, cái đường mà gọi là đường đường một chiều á, đi đi sai một ly và đi một dặm đó, nên thành ra là, ví dụ như là nó cũng phải đề xuất sao cho nó ổn, với tránh cái việc mà mình gặp đường một chiều. Rồi đôi khi nó cũng tính dở là cái đường ngắn nhất, không phải là cái đường mà gọi là đường, nó chỉ mình đúng ra đường ngắn nhất thật, nhưng mà cái lúc mình đi á, mình gặp cái trường hợp là đường đường một chiều, mà cái đường đường nó chỉ mình đi á là đi ngược chiều, cái lực thì vậy đâu được đó. Thì cho nên là mình phải làm sao để mà đưa nó về một cái bài toán mà cho nó dễ tính hơn, phải thỏa mãn là đi sao cho đúng luật giao thông, không có bị phạt nè, mà đúng là xe ô tô, ô xe xe gắn máy đi nè, chứ không có kiểu là nó chỉ lên đường cao tốc xong rồi mình phóng lên cao tốc mình đi luôn là không được. Rồi tiếp theo là cái phần mà gọi là đưa về nó một cái tính tính về cái khoảng thời gian tương đối duy nhất để mà gọi là và nó không có ảnh hưởng bởi những cái gọi là cái vấn đề mà bên tương đối là bên ngoài môi trường chẳng hạn. Rồi thì ví dụ như nãy ở đây thì mình sẽ đưa ra cái định nghĩa về cái phần gọi là cái DAT giống như hồi nãy. Thì tức là ví dụ như mình cái này là cái tắt của DAT, nãy mình vừa có khái niệm nè, đó chính là một cái đường thẳng đi từ A ở đâu nhỉ, đây nè, đó là cái link list nè, mình đi từ điểm này qua điểm này qua điểm này đi thẳng vậy thôi, kiểu giống như vậy. Thì làm thế nào để mà mình đi đúng không, tại chứ không lẽ bây giờ mình nó đơn giản thôi, nếu mà muốn đi từ A tới B không thể nào mình đi, có cái vụ mình đi đường vòng mà. Chả lẽ giờ mình muốn đi từ cái điểm này cho tới cái điểm này đi ha, thì giờ chả lẽ phải đi từ cái điểm này xuống đây xong vòng qua đây đi ngược lên đó, qua đây đánh vòng tròn là ok rồi, không chịu mình lại đánh cái đường theo kiểu là có cái tam giác này, nó quay lại một cái vòng tròn, tức là mình đi lặp lại một cái đoạn đường đúng không. Cho nên là làm sao là nó sẽ phải là một cái BAT, tức là một cái đường mà gọi là chỉ có những cái nốt, những cái cạnh nó đi thẳng và không có cái vòng. Tại nếu mà có cái vòng thì chắc chắn là mình sẽ đi cái đoạn đường đó, mình đi kiểu là mình đi qua hai lần á, hai lần ở đường nó không phải ngắn nhất rồi. Thì cho nên là mình phải nhắm làm sao mà đưa bài toán về cái dạng là một đường và có hướng duy nhất để đi cho nó dễ, và nó phải có cái thứ tự ha. Ví dụ như mình biết là từ đây đi lên thành phố lên Đà Lạt giống như nãy em nói, thì mình phải biết được là những cái nốt theo thứ tự nó là gì. Đầu tiên là từ Long An nhảy lên thành phố, từ thành phố nhảy xuống Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đi lên Phan Thiết, từ Phan Thiết đi lên Đà Lạt. Thì từ đó mình sẽ sắp xếp và đưa ra cái thời gian gọi là so sánh những cái khoảng mà nó phù hợp để mà mình hoàn thành. Thì ví dụ như đây là một cái yêu cầu sắp xếp nó cũng tương đối là đơn giản. Ví dụ như là nếu mà ai mà có sắp xếp môn mà xây dựng chương trình giáo dục á, thì có thể là người ta ứng dụng nhầm nhưng mà người ta không để ý, tức là người ta phải sắp xếp môn sao, ví dụ như cho 4 năm đúng không, thì ở 4 học kỳ liên tục chứ, thì những cái học bỏ đi khoảng 1 năm đầu là học cái đó chắc là học đại cương nè, 1 năm sau là nhập môn đại cương của chuyên ngành nè, xong 2 năm cuối là học cái chuyên sâu nè đó. Thì đây mình sẽ thấy là ví dụ 4 môn này thuộc là 2 môn cuối chuyên sâu thì phải sắp xếp làm sao để cho gọi là nó phụ thuộc, nó ví dụ học trong môn này mới học học môn khác, tại ví dụ không thể nào học toán cao cấp 2 mà chưa học toán cao cấp 1 được đúng không, nó phải có cái nền tảng và mình tăng dần lên. Thì để đạt cái điều kiện đó thì mình sẽ sắp xếp sao cho nó vừa cách luôn là 4 kỳ liên tục, chứ không có vụ là 4 anh cuối cùng này nè, tự nhiên trẻ ra anh lòi ra đây, tức là phải học môn CS302 xong rồi mới học được CS301 là chết dở. Vậy thì sinh viên của anh rõ ràng là nó không thể nào tốt nghiệp được đúng 4 năm, nó phải là 4 năm và 1 kỳ hoặc là 4 năm và 1 kỳ hè đó. Thì vậy rõ ràng là anh sắp xếp nó chưa có ổn. Còn ví dụ như mà gọi là nếu mà anh nào mà học ở bên computer science á, tức là học về khoa học máy tính á,
biết cái này là dĩ nhiên là mấy ảnh sẽ không thể nào mà mấy ảnh sắp xếp mà cái phần gọi là cái môn học nó bị vấn đề vậy. Mà thật ra ví dụ như mà gọi là mình không biết thì mình sắp xếp mình cũng sẽ thấy được là cái môn học nó sẽ sao cho ổn để mà cho đúng tròn 4 năm, đúng không? Thì cái này là một cái mà mình nên lưu ý. Rồi thì giờ về cái phần thực toán á, thì tính đầu tiên là tính hết về cái bậc của nó, và sau đó là cho những cái bậc. Cái này nghĩa là chắc ghi ra từng bước thì hơi khó, nhưng mà ví dụ như đưa một cái ví dụ nó tương đối đơn giản như vậy thôi. Tức là về cái vị thứ tự nó thì nó sẽ không có đôi khi á, là không phải là duy nhất, mà mình có thể là có cái đường đi ngắn nhất, ví dụ có hai cái đường song song, nó có thể đạt cùng cái điều kiện chẳng hạn. Thì ví dụ như ở đây mình có thể thấy nè, đi từ theo tự nè, V1, V2, V5, V4, V3 sang V7 và V7 sang V3. Vậy mình chỉ nhìn cái sự khác biệt từ 3 sang 7 và 7. V3 sang V7. V3 rồi. V7 tới V6, đúng không? Thì đây mình sẽ nhìn thấy cái cuối cùng nè. Rõ ràng là từ cái con V6 mà đi từ V3 hay từ V7 sang thì cái số lượng nó cũng bằng nhau thôi. Thì nếu như vậy thì rõ ràng là giống kiểu là mình đi hai con đường nó song song thôi. Nếu mà mình không tính về cái khoảng cách nha, mình tính về cái số điểm mà gọi là mình cần đi thôi, thì theo cái cách này thì cái điều kiện này nó thỏa. Còn về cái cách tính của nó thì ở đây thì em có ghi, nhưng mà cái phần ví dụ của nó thì để em xem coi, em nhớ như là có cái ví dụ của nó đúng không ta? Này thiếu cái ví dụ theo cái phần không cộng số rồi. Em nghĩ là chờ để em đi theo cái ví dụ mà có cái cộng số, tức là cái quãng đường đi cho nó dễ hình dung hơn. Còn cái phần mà running time thì hôm trước là thầy có giới thiệu rồi, em nghĩ là cái này chắc là mọi người cũng không có không biết mọi người có nhớ không, nhưng mà chỉ nhắc lại đơn giản như thế này. Tức là dựa vào số vi nè, nó chính là cái vertex hay là cái node của mình. Cái y này chính là cái edge nè, tức là cái số cạnh nè. Thì cái này cái ô này chính là cái big O nè, tức là cái thời gian mà để chạy á. Tức là mình sẽ tính dựa vào cái thời gian tương đối của cái số node với lại cái số cạnh mình cộng lại để mình chạy. Thì tương ứng vậy, nói chung là mình biết là cái việc mà mình tính toán thì nó phải cần tính như đây thôi. Bởi vì nhưng mà ai học mà về computer science á thì họ sẽ cần quan tâm cái này kỹ hơn, để mà ví dụ đi thuật toán nào, liệu là cái thuật toán của mình á nó có tối ưu chưa, có cách nào để là thời gian nó chạy nhanh hơn, hoặc là ví dụ nó chạy chậm hơn nhưng mà cái độ chính xác nó cao hơn, hoặc là ví dụ như nó chạy nhanh hơn nhưng mà sai sót chút xíu thôi. Rồi thì bây giờ ví dụ như là cái ok, thì ví dụ như cái đồ thị hồi nãy đúng không, cái phần này mà chữ nhiều quá em sẽ bỏ qua, em sẽ đi theo cái phần hình cho nó dễ. Đây thì cái thuật toán của mình sẽ gọi là Dijkstra algorithm, tức là bây giờ làm thế nào để đi từ cái chỗ V1 sang V6 mà nó ngắn nhất. Ví dụ như mọi người nhìn ha, V1 sang V6, ở đây giả sử nhưng mà V1 sang V1 sang V6 mà gần nhất mà phải đi qua V1, V6 gần nhất, đúng không? Ok, ví dụ như V1 này, có thể đi sang V2, rồi từ V2 sang V5 và V5 sang V7. Cái này nó có chiều nữa, cho nên mọi người để ý ha. Thì giờ ví dụ sang V7 là không được này. Mà cái này phải đi qua hết mấy cả tất cả các điểm nữa nha, yêu cầu nó hơi khó chút xíu. Rồi ví dụ như giờ V1 mình thử đi sang đi V4 được nè, sang V4 xong rồi sang V3 V3 xong rồi sang V6 cũng không được đó. Thành ra ví dụ như mọi người thấy là ví dụ giờ mình nhìn không á là đã thấy là nó hơi rối rối rồi, cho nên là nãy mới nói là tại sao đưa về cái ma trận cho nó dễ tính luôn nè. Thì cái thuật toán của nó tương đối là đơn giản. Em thấy hình như có ai nhắn này nhỉ? Để em xem nha. Không có cái này, không có cái gì đâu em, một lát mới có, em cứ tiếp tục đi. À
Ok, thì đầu tiên á, cái bước này nó chia hai những. Đầu tiên là mình sẽ tìm cái node với cái khoảng cách nhỏ nhất mà chưa biết, sau đó cho nó là cái đường ngắn nhất, giống kiểu là mình không đi tới một cái điểm B làm sao mình biết nó là ngắn nhất đúng không? Thì mình cứ đứng, ví dụ mình đi từ A sang B, sang C sang D đi, thì trước khi mình đi sang B á thì mình đâu biết nó là cái đường ngắn nhất đâu. Mình có thể đi sang B, mình thấy đi sang C này, thì mình phải đi rồi mình mới biết. Cho nên là nếu mà mình chưa chưa đi á, thì mình cứ cứ cho là cái điểm hiện tại của mình là cái đường ngắn nhất, chính là cái nó nhất. Và tiếp theo là mình sẽ cho rằng cái đường ngắn nhất đó đã biết rồi, và cứ tiếp tục mình cứ gọi là cập nhật cái khoảng cách, bởi khoảng cách những cái anh hàng xóm của nó. Nói chung là cái này dùng từ thì nghĩ là nghe hơi khó, mà với cái ví dụ thì mình sẽ rất là dễ hình dung. Đầu tiên ví dụ từ V1 nè, giờ distance thì đầu tiên á là do anh nào á mình cũng chưa biết hết trơn á, thì thôi mình cứ đánh anh V1 là mình đang ở V1, mình cứ là không đi. Và từ V2, V3, V4, V5, V6, V7 đánh là vô cực khách đó, tức là mình chưa đi, là mình coi như là tôi chưa đi xong, tôi không biết nó quãng đường nhiêu, tôi đánh vô cực đại đi. Xong thì cái mình biết là mình đang V1 thì đương nhiên là biết được cái khoảng cách nó rồi đúng không, V1. Xong bây giờ từ V1 mình mới suy nghĩ là giờ mình sẽ đi sang được chỗ nào. Ở đây mình sẽ có hai hai đường thôi, chứ hai đường duy nhất thôi, những là vậy nè, V2 với lại V4. V1 sang V2 nó là 2, và V1 sang V4 nó là 1. Thì coi người ta làm gì nè. Thì đây người ta mới đánh dấu là V2 xe sang V1 sang V2 là 2 nè. V4 V1 sang V4 là 1. Thì đây mình thấy 1. À. Nếu vậy thì mình sẽ đánh dấu cái của nó là cái số 1 rồi đúng không? Rồi. Vậy là nó đang ở V4. Tiếp theo mình mới nhìn coi con V4 nè. Cái con à phải cái hình đâu rồi ta? Rồi. Giờ V4 mình coi con nó chỉ bao nhiêu đường. À V4 nó sẽ chỉ sang được là V5 nè, V7 nè, V6 nè, V3. Thì đây mình sẽ nhìn thấy là qua được 4 nốt đúng không? Vậy thì người ta phải vẽ thêm 4 ô vô cho mình. Đó. Thì cái path đây thì người ta có ghi lại cái đường cho mình ha. Tức là cái này từ cái số này là từ đâu ra, mà từ V1 đi sang nha. Rồi, thì bây giờ mà nãy em nói là vừa 4 nốt thì nó vẽ 4 cái số in màu đỏ cho mình thôi. Và đi từ đâu? Cửa hàng đi từ V4 qua. V4 nó thấy à V3 điện số 3 đây, V5 điện số 3 đây, V6 điện số 9 đây, V7 điện số 5 đây. Vậy thì bây giờ cái đường nào mình sẽ chọn trong gọi là những cái đường đã có. Giờ mình đang có là V2, V3, V5, V6, V7, thì mọi người thấy cái nào nè? À, Thiên giúp tôi chọn được không Thiên? Tức là giờ là gọi là mình chưa biết cái đường nào ngắn nhất, mà mình đi xong rồi thì mình chọn nè. Giờ mình có là V2, V3, V5, V6, V7, mình chọn cái nào? Đi từ từ V4 qua đúng không Giang? Tức là sau khi điền xong cái V4 nè, mình sẽ điền từ V4 á, thì mình có ba cái chỗ là mình là đi từ đi V4 sang V3 nè, là khoảng cách là 3 nè. V4 sang V5 khoảng cách là 3 nè, V4 sang V6 khoảng cách là 9 nè, V4 sang V7 khoảng cách là 5 nè. Và có nhớ chú ý nha, mình còn một cái đường là mình chừa lại nè, là từ V1 sang V2 nó bằng 2 thôi. Vậy thì mình chọn cái nào? Tôi nghĩ là mình chọn V3. Chọn V3. Từ V4 qua V3 đúng không? À, để xem cái đã. Và có ai có ý kiến khác không ta? Nay có kim cương không nhỉ? Alo? À, Dường có đó không nhỉ? Có em này. À, Dường chọn nào Dường ơi? Tôi đang bị rối rối. Ok. Nếu mà đó tôi giảng xong lại một lần rồi xong rồi mình sẽ coi lại mình chọn ha. Thì đầu tiên á là mình từ V1 nè, mình không có biết cái đường mình đang ở chỗ V1 thì khoảng cách nó là không đúng không? Và những cái anh khác thì mình sẽ điền gọi là vô cực, tức là mình chưa biết. Còn cái non của mình á, tức là cái đường nào mình đã biết rồi á, thì mình sẽ điền vào. Và cái phần path này á,
chính là cái giá trị nốt liền kề trước đó, để mình ghi lại cái giống kiểu mình đánh dấu ha, để mình biết là mình đã đi từ đó, từ từ V1 sang V mấy rồi. Thì ví dụ như mình vô cái đồ thị này V1, mình có thể đi sang đỉnh nào nè, từ V1 mình có thể đi sang đỉnh nào á? V1 sẽ có thể đi sang V2 với V4. À đúng rồi, chỉ là hai cái thôi đúng không? Tại sao không đi được sang V3? Tại cái đường mũi tên của nó là từ V3 sang V1. Đúng rồi, một chiều, được một chiều. Đây kia là sai lầm. Thì giờ mình nhìn đơn giản là mình sẽ thấy là mình điền, thì cứ điền thấy có cái số nào mà nó đi được thì cứ điền vô cái số distance này, khoảng cách vô. Và sau khi có cái khoảng cách này rồi á, thì mình mới đánh gọi là cái giá trị gọi là cái đường nó vừa đi. Thì cái đường mà con số 2 này nè, nó xuất phát từ đâu? Phải là từ V1 sang V2 đúng không? Và cái khoảng cách số 1 này từ V1 sang V4 đúng không? Tức là mình nhìn cái cuối nè với lại cái đầu nè, để mình biết là nó đi từ đâu sang đâu vậy thôi. Và cái việc này á, là mình chưa, và cái chỗ lúc này là cái đường này mình đã biết hay chưa thì mình chưa biết, tại vì khúc này mình chưa so sánh. Và khi nào mình đã biết rồi thì mình sẽ đánh nó dấu x đó. Thì tiếp tục như vậy, thì ở đây mình sẽ có con đường gọi là từ V, ở đây mình sẽ thấy là 1 với 2, thì mình cho cái con đường ngắn nhất hơn là con đường số V4. Nên thành ra là ở đây, và khi mình đã so sánh rồi thì mình sẽ đánh dấu x, tại vì mình đã biết. Và tiếp theo, từ cái con V4 này người ta mới thấy là đi sang được 4 đường đúng không? V4 sang V3 nè, V4 sang V6 nè, V4 sang V7 nè, và V4 sang V5. Thì chỉ có 4 đường thôi, thì cũng làm y chang như cái kia. Tức là bây giờ tôi cũng sẽ điền vô cái highlight người ta màu đỏ nè, là tôi sẽ điền như là cái 3, 3, 9 và 5. Và đây tôi sẽ thấy được là ở đây có và đây đều là cái dấu chấm hỏi. Thì bây giờ tôi vừa điền vô thôi, thì tôi phải ghi thêm là cái con đường, tức là cái nốt vừa, cái nốt trước nó để đi sang V3 này là cái nốt gì. Thì tôi phải ghi lại là V4 nè, V4 nè, V4 đúng không nè, V4 đúng không nè. Và bây giờ khi mà tôi so sánh á, tôi phải chọn cái nào nhỏ nhất. Nhỏ nhất nhưng mà chưa biết nha. Nhỏ nhất nhưng mà gọi là trong những cái đường mà có thể nè, là V5, V6, V7, V2 với V3. Tại sao anh V2 này vẫn còn ở đây? Tại vì ảnh vẫn gọi là anh non nè. Cái ngay đây vẫn là dấu hỏi, đây vẫn là dấu hỏi, chừng nào có dấu x rồi thì mình mới bỏ qua, mình không xét nữa. Thì ví dụ như trong này còn lại 5 đường đó, thì cái đường nào là nhỏ nhất? V2 cho người ta đánh dấu đây là cái dấu x nè đúng không? Đó, từ đây chuyển xuống đây người ta mới đánh dấu x nè. Và từ cái V2 đây rồi thì người ta mới thấy vậy giờ từ giờ đang V2, vậy thì coi V2 đi được sang đâu. V2 nhìn đây mình thấy đi được sang đâu. V5 đúng rồi, V4 nè, V5, có hai cái rồi hết rồi. Rồi vậy tiếp tục qua cái bên kia mình điện, mà V4 mình đã đi rồi đó chứ. V4 mình đã đi rồi. À, cái đây mình quên, mình còn phải so sánh một cái nữa nè. Tức là hai cái này đã biết rồi đúng không? Còn cái V4 đi sang V3 nè, thì giờ chỉ còn có V1 với lại từ còn cái V2 là cái V3 như chỗ này thôi. Cái nhỏ nhất tiếp theo là cái số 3 thôi đúng không? Cái số 3 và cái số 5 là nó giống nhau nè. Thì hai cái này mình có thể là chọn cái nào cũng được nha. Đó. Thì cái V3 với cái V5 á, là nó đã giống nhau rồi, nên tôi thích chọn nào tôi chọn. Và ở đây á, người ta có để cái dấu màu xanh là có ý với mình hết á. Tức là cái đó là ok, tôi sẽ chọn cái V3 là cái hướng xuất phát tiếp theo của tôi. V5 tôi chọn cũng được, mình thích tôi chọn V3. Thành ra là người ta mới đánh cái dấu X là cái non của cái V3. Và sau khi đánh cái non của cái V3 rồi, người ta mới so sánh cái nhỏ tiếp theo. Thì nó chỉ còn lại có cái V5 thôi. Hai cái này đánh trước sau đều được hết. Và từ cái V5 nè, người ta mới đánh cái dấu số 3 đúng không? Và đây cái dấu hỏi. Thì từ V4 này sang V5. Bây giờ từ V5 đang là màu xanh, thì mình coi có cái nhỏ nhất, giờ chỉ còn 3, 5, 8. Thì từ V3 sang V6 là 8 nè, V4 sang V7 là 5 nè. Nói chung tôi nhìn thấy nhỏ nhất tôi đánh thôi, là tôi biết là cái con số này là cái non. Tiếp tục
là tới cái số 5, và cuối cùng là cái số 8 này với lại số 5 đúng không? Số 5 đến là non. Rồi còn V6 là từ V7 sang V6 thôi. Tại vì lúc này á là V7 sang V6, V4 không sang V6 được nữa. V4 tại vì mình đã đi qua khỏi cái V4 rồi. Giờ chỉ còn sang là V7 sang V6 nè. Hoặc là cái V3 sang V6 nếu như mà gọi là mình thay đổi cái thứ tự của nó. Rồi. Thì cái cuối cùng ở đây mình sẽ nhìn cái nó còn hơi dài. Nhưng mà nói chung là mình đã hiểu được cái cách làm của nó thì mình sẽ đi kết quả cuối cùng cho nó đơn giản thôi. Thì ở đây mình sẽ nhìn thấy cuối cùng, cái điểm cuối cùng của mình là điểm mấy ạ? Đúng không, phải là mình muốn tìm từ V1 sang V6 đúng không? Thì giờ mình chỉ cần dò cái điểm cuối cùng ở đây là được rồi nè. Giờ mình đang V6. V6 thì mình muốn mình đi từ đâu á? Theo cái đường mình dẫn á, V6 mình đi từ đâu? Đi từ đâu á nhỉ? À, rồi V7 đây mình nhìn lên, V7 đi từ đâu á? V4. À, V4 này đi từ đâu á? V4 đi từ V1. À, V4. À, có cái số này rồi. Vậy thì thật ra cái thuật toán mà implement cái này cũng tương đối là hay. Thì ví dụ như mình thì mình sẽ implement ở trong cái Java và mình sử dụng cái ma trận. Tức là cái cho cái tạo thành ma trận gồm có giống kiểu là cái bảng mình thôi, tức là cái số nốt là theo thứ tự là cột, còn ba cái cột tiếp theo thì nó là cái hàng, và thậm chí là mình cũng không cần gọi là ghi thêm bốn cái cột này là gì chứ, mình ghi là cái có bao nhiêu cột thì tương ứng là bảy như cái nốt của mình thôi, còn cái thứ tự dưới là mình sẽ implement để mình đánh dấu ha. Và cái việc mà đánh dấu là cái số 0, 2, 3, 1, 3, 8, 5 nè, thì nó chính là cái tổng số đúng không? Cái vô cực thì ở đây tôi sẽ điền cái số âm. Rồi cái số âm 1 á, thì cũng tùy ha. Ví dụ mình không thích điền vô cực thì tôi thích tôi điền âm 1. Rồi sẽ thêm cái nữa là cái dấu x này. Dấu x này thì chỉ cần là điền, nếu mình ghi chữ thì cũng được. Nhưng mà tôi là đã lỡ chơi số, tôi đánh số luôn. Tức là cái số nào mà tôi biết rồi á, là dấu x thì tôi sẽ mã hóa nó thành số 1. Còn cái nào mà chấm hỏi thì sẽ mã hóa nó thành cái số 0. Các bạn, tôi không biết thì đánh số 0 là tôi biết rồi, đánh số 1 đó. Còn cái đường này nếu mà trống thì sẽ lấy số 0, còn nếu không trống thì sẽ là cái mã của cái node này tương ứng. Rồi cuối cùng này ra, nói chung là mình nhìn cái này ra tương đối là đơn giản đúng không, và cái khoảng cách của nó là ngắn nhất luôn, tức là từ V1 sang V6, mình đi từ V1 sang V4 nè, V4 sang V7 nè, và V7 sang V6, và một cách. Và cái cuối cùng đó là mỗi lần á, mỗi lần tôi làm á, thì cái bước trước tôi xóa, tôi không giữ lại. Thì như vậy là nó vừa khỏe. Nói chung là cái này thì thực toán mà mình làm nhẹ nhẹ như vậy thì có từ V1 sang V6 nó thấy cũng hơi mệt rồi đúng không? Từ V1 sang V6 nè, ví dụ cầm cái map mà mình ngồi mình nhìn tính toán thôi cũng hơi đuối rồi đó. Tại ví dụ như mình nhìn thấy V1 sang V6, ủa vậy thôi. Nếu mà giả sử như tôi không biết về toán nè, tôi thấy đường nào gọi là ít nốt nhất tôi đi thử chẳng hạn, tôi thấy đi V1 sang V4, V4 sang V6, ui khỏe quá. Nhưng mà cộng lại ra nhiêu, 1 cộng 8 ra nhiêu, 9 cây số rồi. 9 cây số vậy là chắc rồi đâu nữa. Giả dụ như mình thấy cái đường nào mình đi được ha, V1 sang V4, sang V3, sang V6, tức là mình cộng 1 cây, cộng 2 cây, 5 cây, bao nhiêu cây số rồi ta, 8 cây số luôn. Tức là ngắn hơn đường cây số thôi. Và nhìn lại thấy mà thấy cái B4 mà đi sang V6 trực tiếp con số 8 mà thấy không im mà. Rồi giờ tôi sẽ chọn cái đường ngắn nhất của nó, chính là từ V1 sang V4, sang V7 và sang V6. 1 cây, 4 cây, 1 cây, 6 cây. Ồ, vậy là mình đã tìm được cái quãng đường ngắn nhất rồi, so với hai cái đường kia mà tôi chỉ tìm random thôi. Thì thật ra nếu mà mọi người làm ba thuật toán quỷ này á, kiểu nhìn cái khoảng cách ngắn nhất á, vậy thôi chứ không phải đơn giản đâu, tại vì cái này nó có hướng nè. Với lại con cái nữa là cái nhìn cái nốt nó không phải ở cái cạnh của nó, cái độ dài của nó không có biểu thị cho cái tổng số, cho nên thành ra là nhầm khi mình nhìn tưởng ngắn thì không phải, mà dù mình nhìn đoán vậy đúng không, mà đưa thuật toán cho nó ịm cái nó ra kết quả cho mình hiệu quả. Chỉ nói giờ em chạy từ V1 sang V4 nè, V4 sang V7 nè, V7 sang V6 đi, làm đi được rồi, cảm ơn anh Google, vậy là xong. Nhưng mà hy vọng là vậy, chứ đôi khi được quê thì nó chỉ cũng đi vào ruộng lắm.
thì gọi là mọi người cũng đã xong cái phần gọi là cái con đường này rồi, thì mọi người thấy có thắc mắc nào không ta? À, nhưng mà cho tôi hỏi nhé, là cái số mà hiển thị ở đây á, thì trong cái ví dụ này nó là cái khoảng cách đúng không? À, đang nói cái từ của cái trọng số, thì ý là ví dụ như hồi nãy thầy nói là mọi người có bàn cái vụ mà quay chứ, thì nếu như là mình còn phải tính những cái trường hợp khác mà nó nằm trong bài toán thì những cái đó cũng sẽ bỏ vô rồi mình cộng đúng à, ý thôi ta kiểu có nghĩa là những cái số mà điền vô cái khung đó để mình tìm ra cái quãng đường ngắn nhất á, thì nó gọi là trọng số, nó sẽ có nhiều loại trọng số đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói À, chung là ví dụ như cái này á, thì thật ra là phải cái này chỉ bài toán đơn giản thôi, tức là nãy mình cũng đã quy ước rồi, tức là làm ơn tôi không không mong muốn là xuất hiện những cái đóng cửa là đây nè, tức là mình tính tính toán là trường hợp đẹp thôi, không có những cái yêu cầu khác. Còn ví dụ như giờ mà gọi là những cái yêu cầu mà ví dụ như là đường phải thông thoáng, không và chỉ có mình dạy thôi, không có xe, và cái quãng đường đó nó ok nó gì thôi, chứ giờ hỏi mình đi đường mà mình chặt hẻm chẳng hạn, mặc dù ở đường chặt hẻm thì đúng là nó ngắn thiệt về trên lý thuyết, nhưng mà thực tế ví dụ mình đi đi là kiểu gì là, hồi đó mình nhớ đặt đi chặt hẻm bên tỉnh Lộ 10 kẹt xe, là đi đi xong là mặc dù trên lý thuyết là Google nó chỉ mình là đường ngắn hơn, nhưng mà đi xong rồi không có đường ra, và giả sử có đường đường ra đi nữa thì đường nó xấu, tại vì đường hẻm mà xấu nhỏ hơn nữa, nên ra là đôi khi là không phải là cái nào nó cũng đẹp. Và cái này thì chỉ là một cái bài toán đơn giản để mình tập trung mình phát triển cho những cái thuật toán sau này thôi, tức là ví dụ như mình phải kết hợp thêm nhiều cái trọng số, kết hợp thêm nhiều cái mô hình khác, và mô hình này tương đối là cổ điển rồi. Ví dụ bây giờ mình cái anh Tiki Plazada nó không phải làm thêm một cái phần nữa, đâu phải là cái phần gọi là cho cái anh mà gọi là anh giao hàng tới là xong đâu, anh không phải tính là ví dụ như giờ ngày mai anh thấy là ở Đức Hòa đi có anh Giang, anh Dũng, anh Tấn đi, ba anh đều có đơn hàng nhưng mà cách nhau chỉ cần có khoảng ngày 2 ngày với 3 ngày, thì lúc này anh phải quyết định làm sao á, là cái đường đi á là gửi đó là phải đi trong thời gian ngắn nè, với lại là gửi làm sao để khách hàng hài lòng, tức là không thể nào gửi mà gửi sớm quá thì anh kia anh mới vừa đặt xong rồi anh nghĩ là cỡ kia trong kia là khoảng 2 ngày mới tới, thì đúng 2 ngày đó anh mới có tiền, còn nếu tới sớm quá anh không có tiền thì người ta cũng không vui, người ta cũng gọi là đánh giá cái đó của mình xấu. Cái đó là về phía khách hàng nha, còn về phía công ty á thì ví dụ như mà mình gọi là mình gửi mà từng đơn chẳng hạn, gọi là đúng 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 hẹn cho khách hàng đi chẳng hạn, nhưng mà bây giờ ví dụ gửi từng đơn á, mà cùng có một chỗ à, vậy thì có tối ưu được cái bài toán chi phí không? Nhưng mà ít nhất là mình sẽ thấy được cái tự bài toán này mình phát triển ra thêm được những cái đó, tức là có thể mình kết hợp thêm những cái gọi là cái feature hay gọi là những cái tính chất mà gọi là mình hãy đưa vào cái mô hình và đưa ra cái mô hình dự đoán là cái yêu cầu của mình là gì, ví dụ như yêu cầu của mình là doanh thu thì hoặc là cái đang muốn chạy chiến dịch gọi là làm hài lòng khách hàng để tăng cái số lượng mà gọi là khách hàng trung thành chẳng hạn đó, thì từ cái mục tiêu người ta sẽ thay đổi cái mô hình, thành ra là phải phải thu thập thêm nhiều cái dữ liệu rồi bởi vậy mới sinh ra cái team data, và cái team data gọi là làm rất cực chứ không phải là cái team mà data kiểu là làm xong cái mô hình đó xong rồi chỉ việc lấy cái mô hình đó áp dụng qua đi áp dụng lại xong rồi ngồi ngồi mát ăn bát vàng không có làm gì hết, rồi không không có chuyện đó. Ví dụ như mình làm mà chưa kể là ví dụ như là mình làm lúc này nó đúng nhưng mà sau này nó chưa chắc đúng, ví dụ như là hồi mình làm cái gọi là tuyến đường ở từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An đi, lúc trước mình làm nó đúng nhưng mà sau đó khoảng một thời gian thì cái mô hình của mình nó lại mình có thêm được cái data mới là ví dụ như khách hàng cho mình truy cập cái gọi là định vị của họ nhiều hơn á, có nhiều thông tin hơn á, thì lúc đó mình lại làm được tốt hơn. Nói chung là thấy cũng búa xưa đó, nhưng mà ít ra là mình cũng thấy được cái cơ bản của nó là ứng dụng là như thế nào. Mình cũng đã làm thử được bài toán rồi, bên này mình làm tay thôi,
Chứ còn em ra mảnh này đó chắc phải tốn mấy ngày để làm. Tại vì cái này nó vừa khó bên Java mà nó lại vừa khó bên hiểu thuật toán để đi qua. Rồi xong rồi phải tính thêm cái hiệu năng của nó nữa. Nói chung cũng hơi căng. Rồi mọi người có thắc mắc gì thêm nữa không ạ? Giang ơi, cho anh hỏi là cái thuật toán này của em á, là cái ví dụ của em á, là em phát triển từ cái con đường từ V1 cho tới tìm con đường ngắn nhất từ V1 cho tới V6 mà. Ví dụ Đúng như rồi. là tìm con đường ngắn nhất từ V2 cho tới V7 thì mình phải làm một cái thuật toán khác hay sao? À, nếu mà từ V2 sang V7 hả? Nếu mà Ừ. từ V2 sang V7 thì mình cũng làm y chang như cái thuật toán vừa rồi. Anh tại anh có một cái alo anh có nghe không? Tại anh có một cái không biết sáng kiến này không suy nghĩ muốn xin được đó thì thay vì cái em lập một cái bảng ví dụ như là nó cũng có 8 cột ứng viên tự như cái hình của em á, nhưng mà anh sẽ bỏ cái hàng no á, là chỉ còn cái distance để bác thôi, thì anh sẽ xếp từ cái từng cái nốt, ví dụ V1 thì anh xem là khoảng cách từ những cái nốt nào tới V1 là ngắn nhất. Ví dụ như là ở V1 là khoảng cách nó chỉ có cái V3 thôi, và V2 sẽ V2 thì mình cũng sẽ thấy là chỉ có V1 thôi. V3 thì mình cái nốt V3 thì mình nhìn vô thì nó chỉ có là V4. V4 thì cái con đường ngắn nhất cho tới V4 thì mình cũng thấy là chỉ có V1, V1 ngắn nhất nè. V5 cũng vậy thì có V4 là nhất. V6 thì có V7 là ngắn nhất, còn V7 thì có V4 là ngắn nhất. Thì nó cũng tương nó ra kết quả, anh thấy nó cũng ra kết quả, nó cũng tương tự như cái example của em Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. á. Mà nó Cái đó cũng đi cũng theo được, không có vấn đề gì anh ơi. Nói chung là mấy cái này em nhớ hồi em học là chắc sao ta. Nó sẽ bị sống não ở chỗ là ví dụ như mình thì mình cũng hiểu ý thầy đúng không? Xong rồi mình cũng suy nghĩ ra thuật toán toán nhưng mà ví dụ như là dẫu nói chung là đối với cái này thì không có kiểu là cái thuật toán nào là nó tối ưu, và ví dụ như là ví dụ anh nghĩ ra nhầm khi là cái cách của anh nó cũng ra kết quả là được thôi, không có vấn đề gì hết anh, nhưng mà miễn sao là làm đúng và cái hiệu suất nó đừng có bị tốn quá nhiều thời gian là được. Dạ anh thấy cái cách của anh cũng tương đối là hay. Tại tại cách Không, của không, 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 để tôi nói lại một cái này em chỉ biết ở cái mức độ là như vậy thôi, chạy một cái ví dụ thôi, chứ thực chất ra là nếu mà em học thuật toán thì người ta có chứng minh cái tính đúng đắn của nó và cái đúng rồi, optimum của nó nữa. Bởi vậy là em không có nói với trường lại vậy được đâu. Ở trong đây á, em là cái thuật toán này nó không có bị kẹt hoàn toàn ở trong cái local minimum ha. Còn cái mà của em hồi nãy nói á, thì là nó có khả năng bị kẹt lại ở cái local minimum của cái distance đó ha. Thì cái đó thì nó xa lắm. Đó em phải học một cái môn khác nữa để chứng minh là cái tính đúng đắn của cái này, và nó cái này nó cũng là bị kẹt lại, nhưng mà nó có một số cái, chẳng hạn như cái chỗ hồi nãy á, là một cái bảng hồi nãy á, nó không phải chọn lúc nào cũng là ngắn nhất đâu em ha. Đó, nhưng mà tại vì ở ở đây á, Giang nó chưa học cái đó, bởi vậy là nó không có đúng nói rồi. cái đó. Bởi vậy là tôi nói lại là cái thuật toán này là một cái thuật toán nó tốt lắm rồi ha. Bởi vậy là em có propose một cái gì đó nữa ra nữa đúng không, thì cái đó em phải chứng minh cái tính đúng đắn của nó bằng công thức toán đó. Chứ không phải là mình lấy cái ví dụ mình cho nó một cái là xong đâu ha. Đó, tôi biết được là nhìn vô giống như vậy có vẻ là nó hợp lý, nhưng mà về mặt thuật toán á, là mình chưa có chứng minh nó được thì không có ok ha. Đó, mai mốt dạy riêng về cái môn thuật toán á, mình phải làm riêng về cái đó nữa được không ha. Rồi, tôi không muốn đi sâu vô cái này để làm gì hết, tại vì là cái này nó một cái lĩnh vực nó bự lắm mọi người ha, chứ không phải là dễ dàng giống như mình discuss một cái ví dụ như vậy đâu ha. Nếu mà ai có muốn học á, thì tôi gỡ sách cho học riêng về cái này được không? Rồi, tiếp tục đi em. Dạ học này chắc xỉu luôn á, tại cái này thì
À, đúng là nó thêm thấy thì nó có nhiều cái nó sao ta, nó khó với lại nhiều cái tính chất, ví dụ như nãy mình mới thảo luận sơ sơ đã lòi ra một số cái, ví dụ như có nhiều hơn hai, nhiều hơn một cái hệ số trọng số thì sao, rồi ví dụ như có chiều hai chiều nữa, ví dụ cái này nó chỉ một chiều thôi. Rồi cái phần mà gọi là giống như thầy nói thì đúng, tức là đôi khi nó sẽ không phải là lấy cái nhỏ nhất nữa mà nó phải xét những cái điều kiện khác. Nhưng mà cơ bản thì cái này chỉ là một môn gọi là nhập môn để mình hiểu thôi, là nó tính toán như thế nào. Ví dụ trong trường hợp gọi là vào một ngày đẹp trời chỉ có mình đi không nắng không mưa đã không gió và đi thoải mái bình thường đầy đủ xăng hết rồi, thì cái này là cái phần còn cái phần mà gọi là cái tính toán hiệu năng này, cái phần đó em xin phép bỏ qua. Cái phần chứng minh thì nó cũng có nhưng mà em cũng bỏ qua luôn, tại vì em thấy nó cái này môn nhập môn mà để nhiều quá thì em thấy nó cũng không nên. Rồi mọi người có cái câu hỏi gì cho cái phần số 2 không ạ? Hỏi thêm không ạ? Để tôi thấy là cái phần mà Giang đùn lại chút xíu hay gì, cái chỗ mà có cái hai cái con số mà ba, thế là nó chọn ngẫu nhiên, nãy nãy Giang đó là Giang chọn ngẫu nhiên đó, thế là lúc mà từ quê Đây thêm một slide nữa, thêm một slide đúng rồi, nè. cái chỗ mà từ V4 đến V3, từ V4 đến V5 là nó có hai con đường khác nhau, thì ví dụ như mình để lỡ mình đi V5 nó khác thì sao, thế là làm sao để mình chọn được cái đúng cái đường mình đi á, thế là khi mình cái giá Rồi, trị nó ok. bằng bằng nhau. Thì ví dụ như giờ tôi không chọn V3 đúng không? Tôi sẽ đánh cái V5. Nếu mà vậy từ V5 thì tôi sẽ đánh cái dấu ngay chỗ này là cái dấu X. Và tôi phải nhìn cái từ V5 đi sang được cái nào. V5 đây đúng không? À V5 này, V5 chỉ đi được sang duy nhất là V7 thôi. À vậy là mình sẽ ghi nhớ cái chỗ này là cái dấu chấm hỏi nha. Tại vì sang cái tiếp theo này nó thành dấu X thì vẫn ghi giúp mình là cái dấu này là dấu chấm hỏi. Và từ V này là sang V3 sang V à cái dấu này sang dấu X nè. Ok. Và cái số na V5 đúng không? V5 thì sang V7. Từ từ. V5 sang V7 là con 6. V5 sang V7 là 6. Từ từ. Cái slide thứ 2 đúng rồi. V5 sang V7 là 6. Ý của tôi À là đúng rồi, ở đây mình có V5 nè. V5 sang V7 là mình có 6 đúng không? Nhưng mà giờ mình có V4 sang V7 nó là 5 nữa. Cho nên mình mới ghi lại đây là số 5 nè. ý của tôi là nếu mà nó gặp cái trường hợp mà hai cái con số trọng số mà nó bằng như vậy á, thì nó luôn đi đi song song hai đường ha, rồi xong nó cho mình cái kết À quả không, của tại vì nó chỉ là tạm thời thôi đúng không? Nó là tạm thời thôi, giống như là cái nãy mình thấy đây nè, tức là ở đây mình vẫn chừa lại mà đúng không? Đi tới V, từ V1 nè, sang V2, V4 thì mình có con 1 với con 2. Con 1 mình đi rồi mình dấu X, còn con 2 thì mình chưa đi, mình để dấu chấm hỏi. Thì tương tự giống như vậy, tức là nè, nếu mà mình không đánh, đánh ví dụ có hai đường bằng nhau, mình chọn một cái kia mình để chấm hỏi là mình chưa xét nó thôi. Hiện tại mình chưa xét nó thôi. Kiểu như ví mình xét hết tất cả các đường nhưng mà hiện tại mình chưa xét hết nó, mình chỉ đang xét cái đường nhỏ nhất thôi. ví dụ như mà mình đi hết luôn á, nhưng mà vẫn không có con đường nào, thế là tất cả các con đường đều nhỏ hơn cái từ V4 đến V3, thì mà nó đi cuối đường luôn rồi, thì mình chưa lại, thế là có khi nào có trường hợp là mình chưa lại một cái chấm hỏi gì không, thế là mình đi hết luôn rồi đó mà vẫn còn lại có một cái nốt như vậy. Chắc là trường hợp là lúc đó là cái đường của mình nó không có nối với nhau thôi. Đây là Thì nó không, đi chứ còn nếu mà có nối với nhau thì kiểu gì nó cũng sẽ đi được thôi. Còn nếu bây giờ gọi là đơn ngã chia ly, hai cái này nó cắt ra V5 V7 nó ở riêng mà cái mình cần nó là đi từ V1 sang V7 chẳng hạn, mà V5 V7 nó ở riêng rồi không thể nào mà bay qua được hết, thì lúc đó thì nó sẽ còn cái dấu chấm hỏi thôi. thế là làm cỡ nào nó cũng sẽ hết dấu chấm hỏi đúng không? Thế là Đúng dù rồi, đi tại vì ví dụ như mình đi mình gặp đường đường cục chẳng hạn, hoặc là mình đi hết được đi thì lúc đó nó sẽ có cái dấu X, tại vì dù gì mình cũng đã xét nó rồi chứ không phải là chưa.
Nói chung là đi rồi mới biết. Nói chung cái này cũng mô phỏng với cuộc sống của mình ha. Ví dụ đi đường, đi xong tới đó, ví dụ đi đi tới đường thứ nhất, xong gặp hẹn, xong cái mình mới đi đường thứ hai, xong đi được ba đường tư, xong mình ghi lại à đường nào ngắn nhất, mình thấy đường đầu tiên ngắn nhất, xong cái tiếp tục đường đò, từ đầu đường đầu tiên mình đi thêm một đoạn nữa mà mình chưa tới cái điểm mình cần đến và mình thấy nó dài hơn so với ba đường còn lại, thế là tiếp tục mình chọn cái đường ngắn nhất trong ba cái đường còn lại mình đi đó. Nhưng mà cái này được cái là mình không cần phải chạy xe mà gọi là có cái máy tính hết tính toán giúp mình rồi, nó tính xong rồi mình chạy theo nó là ok thôi. Ok, cảm ơn chị. Cho tôi hỏi lại là bây giờ thí dụ thuật toán này á, ví dụ như ban đầu thì em tìm từ giống như câu hỏi của trường á, nhưng mà không cần phải chứng minh gì, chỉ hỏi với để cho mọi người cùng nhau hiểu là mình tìm từ V1 đến V6 đúng không? Ví dụ như giờ tôi muốn tìm từ V2 đến V7 thì tôi có cần lập lại cái bảng này không em? À, từ V2 tới V7 á thầy. V2 tới V7 á. À, cái này mình phải coi coi cái đường của mình như nào. Không có đi qua V2. Từ V2 cho tới V7. Nếu mà từ V2 tới V7 thì V2 V7 thì em nghĩ là sẽ phải cần lập lại. Phải cần tính toán lại quá. Tại vì cái này nó sẽ thí dụ như bây giờ V2 đến V7 thì rõ ràng là mình sẽ chọn là V2 và V4 đúng không? Rồi V4 và V7 đúng không? Chứ mà đúng đi mà từ 2 qua 4 rồi 4 qua 5 rồi 5 qua 7 thì nó cũng mắc hơn đúng không? Và từ 2 qua 5 và 5 qua 7 nó cũng mắc đúng không? Thì bây giờ em thử coi cái bảng của em kết quả nó có 2 qua 4 qua 7 không? Đúng rồi, phải tìm cái khúc dưới nhưng mà 2, 4, từ V7 xem coi. Coi cái bảng cuối cùng của em kìa, coi cái bảng kết quả cuối cùng của em á. V7 nè. V7 thì nó 4 đúng không? V7 là V4, đúng V4 rồi, chiếm 4. V2. Cái này, tại vì nó đã bỏ cái khúc trước rồi, mình phải tìm cái phần nó trước từ V4 sang V2 cơ. V4 và từ V2 đi qua. Không thấy rồi. Vậy là mỗi lần mình chạy đúng không, một cái địa điểm khác nhau thì mình phải lập lại cái bảng này đúng không? Đó, mình không có inheriting được đúng không? Đó. Rồi, nhưng mà người ta sẽ có cái phương pháp lập trình nó rất là khéo để mà người ta có thể inheriting lại đó. À, nhưng mà ở đây mình không cần phải biết cái đó. À, nói chung là người ta biết cách lập trình làm sao đó để người ta có thể là giảm bớt cái số bước, đúng không? Đó. Ở trong đây, được không? Ở đây nói cho mọi người biết được là thí dụ như mà cái chỗ bắt đầu của mình á, thì cái chỗ path đó mình có dấu trừ. À, cái bảng của mình á, lúc nào cũng vậy. Đó, thí dụ như V2 trong đây nó không phải là dấu trừ. Bởi vậy là mình muốn tìm từ V2 đến V7 thì mình phải làm lại từ đầu. À, chừng nào có chỗ nào có dấu trừ á, đó trong cái chữ path á, trong cái ô đó, đó thì cái nốt đó là cái star. Nó gì đó. À, bởi vậy là thí dụ như giờ mình muốn tìm V1 cho tới V4 thì dùng cái bảng này được. Hoặc là V1 cho tới V6 dùng cái bảng này được. Đó. À, chứ còn mà V2 thì không được. Nhớ không? Dạ. À, rồi. Nói chung là cái này gọi là nó phải có cái sự ghi nhớ rồi, tức là đi xong mà nó ghi nhớ rồi sau cuối cùng mình chọn rồi cái đường ngắn nhất thì mọi người cũng hiểu cơ bản là như vậy. Còn cái thầy nói thì nó ở cái môn cao hơn của môn intro này, cái đó môn của năm tư, môn này là môn của năm ba thì phải. Hoặc cái phần tính toán này thì thôi mình có thể bỏ qua. Thì bây giờ sẽ sang cái phần 63, đó tính là cái phần mà gọi là giống khoan, này. Khoan em có thể click vô hai cái hình để tôi giới thiệu với mọi người. Ở đây không biết có ai thích làm cái project này với tôi hay không ha. Thì cái hình đầu tiên em, hình đầu tiên. Thì ở đây mọi người cũng biết rồi đúng không? Cái reference genome của mình nó thì càng ngày nó càng được cải tiến. Phải không? Đó. Và
một cái bộ gen người thì không phải lúc nào nó cũng đặt chân hết cho cả 7 tỷ dân số của mình giống như vậy được, đúng không? Thì trong một ngày gần đây thôi thì người ta sẽ phải giải hết, tại vì giờ còn có 100 đô à, đúng không? Còn khoảng 2 triệu rưỡi đó để giải một cái human genome thì nó đâu còn đắt đỏ gì đâu, đúng không? Ở đây tôi nghĩ là mọi người đều có khả năng để giải hết đó. Thì bây giờ cái reference genome mọi người cũng biết đúng không, chỉ lấy đặc trưng của một người nào đó, người da trắng ra thôi, đúng không? Mà người da trắng đâu phải là cái population chiếm 99% đâu, đúng không? Người da trắng thì chiếm cái tỷ lệ nó ít hơn người châu Á mình rất rất là nhiều luôn, đúng không? Mọi người Trung Quốc với lại người Ấn Độ không cũng là 3 tỷ rồi, đúng không? Đó chiếm gần một nửa dân số thế giới là người Trung Quốc với người Ấn Độ, đúng không? Đó người Việt Nam mình cũng sắp gần 1 tỷ rồi đó. Ủa, sắp gần 100 triệu rồi đó, đúng không? Đó, tôi nghĩ hơn luôn chứ hả? Đang chấm 7 triệu thì ơi. Ừ, đó thì mọi người cũng thấy được là cái reference genome của mình đó bây giờ không phải là một cái đường thẳng nữa, mà nó sẽ thành một cái graph. Mọi người thấy cái hình B không? Ha? Nó sẽ thành một cái graph giống như vậy. Đó, để người ta gọi nó là pan genome reference. Đó, thì sẽ rất gần thôi. Tại sao? Tại vì mỗi một cái trình tự á của mình á, trong đó mình sẽ có nhiều cái SNP của nhiều người khác nhau, đúng không? Mình muốn làm cái reference đó luôn, để chi, để khi mà mình map một cái trình tự S1, S2, S3, S4 lên trên cái reference genome đó thì mình không có bị loại trừ đi. Thì mọi người cũng biết rồi, về mặt thuật toán á, là một cái read thì nó phải map hầu như là hoàn toàn lên trên cái reference genome thì mình mới tính, mình tính điểm của nó mà, mappability, đúng không? Đó, thì điểm nó càng cao thì mình phải giữ lại đó, vậy điểm nó thấp thì mình loại cái read ra. Nhưng mà giờ mình lấy cái reference của người da trắng mà mình lấy người da vàng mình map vào, đúng không, là nó không ok rồi. Còn đặc biệt những người mà bị ung thư đó, thì họ sẽ có rất nhiều cái đột biến khác nhau nữa, thì những cái read đó nó càng bị loại ra nhiều hơn nữa, đúng không? Đó, bởi vì người ta mới nghĩ tới cái cancer ban genome nữa, đúng không? Đó, chứ không phải là cái reference genome ban genome bình thường không. Đó, bởi vì cái việc mà mình làm cái này á, nó sẽ giúp ích trong tương lai của mình để con snip đồ này kia, đúng không? Với lại mình không phải không phí tiền bạc nữa. Tại sao? Tại vì mình giải ra rất nhiều nhưng mà cái điểm của nó map á, thấp á, thì mình lo là không trúng đó, bởi vì mình loại ra mấy cái read đó không thì phí tiền của không, đúng không? Đó, bởi vì là người ta mới nghĩ tới cái này đó. Thì ngoài cái này là một cái graph, thuật toán của graph y hệt giống như nãy vậy, nhưng mà cái thuật toán này thì nó khác ha. Cái thuật toán gọi là cái DeRozzi graph ha. Thì cái này thì chắc là Hiếu có học, chứ còn mọi người ở đây sẽ học computer science thì chắc chắn sẽ học có cái học cái này đó. Cái một cái bài toán rất là nổi tiếng, cái cầu sáu, cái cầu conic á mọi người ha. Ai mà học discrete mathematics á, toán đời đạt sẽ học sáu cái cầu đi qua đó. Người ta tìm cái bài toán mà nó đi ngắn nhất để đi qua sáu cái cầu đó ha. Rồi cái thứ hai nữa là em bấm cái hình thứ hai được không em? Cái hình thứ hai là cũng ứng dụng cái rap đó để mà mình có thể làm cái de novo assembly ha. Dĩ nhiên cái de novo assembly thì cho người làm cho vi khuẩn đồ này kia, đúng không? Đó, ở người mình cũng làm được nhưng mà nó chạy lâu quá, ví dụ vậy đó. Ai mà làm về metagenomic ví dụ vậy đó thì sẽ làm cái de novo assembly này, đúng không? Cũng sử dụng thuật toán tương tự như vậy đó, để mình có thể overlap tất tần tật những cái read lại với nhau, đúng không? Tạo thành một cái genome bự. Tại vì mình giải ra, mình giải những đoạn ngắn 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 à mọi người. Đó, có 100 base pair hoặc là 150 base pair, đúng không? Bây giờ thì mình có cái long read thì mình có thể giải được khoảng chừng 1 mê, 5 mê, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình cũng phải nói lại những cái read đó lại với nhau, đúng không? Đó, bằng những cái thuật toán giống như vậy. Đó, đó. Mọi người thấy có vẻ như nó trừu tượng, đúng không? Đó, nó không liên quan gì hết giữa hai cái, đúng không? Một cái hình đổ này kia, một cái graph, đúng không? Mình liên quan gì tới cái việc mà mình overlap với những cái read này, đúng không? Nhưng mà nó có overlap đó, nó có đó mọi người ha. Mọi người không hình dung ra được đâu ha. Đó. Tại vì sao mình phải làm như vậy? Tại vì bản thân mình, con người của mình á, trí tuệ cao, bởi vì mình nhìn vô cái này, mình sẽ biết cách graph những cái trình tự này lại với nhau. Còn cái máy á, mình muốn nói với nó thì mình phải sử dụng cái ngôn ngữ này, đúng không? Cái ngôn ngữ là một cái ma trận, mà biểu diễn cái ma trận đó thì dưới dạng cái graph. Mọi người hình dung ra được không? Ha?
từ một cái con số đó, với mình cái chữ mà người thấy là bên phía bên tay trái đó, từ 1 đến 13 nó là cái chữ à đó, mà cái chữ này nó không có ý nghĩa, đọc ra cái từ nó không có ý nghĩa gì hết, đúng không đó. Nhưng mà mình phải biểu diễn cái này thành cái rap, rồi từ cái rap này mình biểu diễn lại cái adjustment matrix hồi nãy, đúng không, rồi xong rồi mình đưa vào máy để máy nó chạy. Mọi người thấy là giữa cái việc con người với nhau á, nhìn vô cái là mình nắm được vấn đề, đúng không, còn cái máy nó không biết, mình phải mã hóa nó từ từ từng bước như vậy. À, chứ mà mọi người ở đây không biết có để ý hay không, thí dụ như mình đi vô một cái trường học, đúng không, rồi cái mình tìm cái phòng họp với chỗ nào, cái mình vô mình ngồi nghe cái bài báo cáo seminar, đúng không đó, xong xuôi rồi cái bắt đầu mình đứng lên, cái mình biết cái hướng sẽ đi ra đi về đó như chỗ nào. Dĩ nhiên có nhiều người bị định hướng kém, có chứ không phải không có, nhưng mà hầu như ở đây tôi nghĩ là tất tần tật mọi người cũng sẽ biết được là mình sẽ biết đứng quay đầu, đúng không, đi về cái hướng mà mình sẽ đi ra cái phòng đó. Cái đó là cái máy đâu có biết làm đâu mọi người, cái đó là phải dạy cho con robot nữa đó mọi người, cái đó là cả một quá trình luôn á. Còn con người của mình tự nhiên mình biết nhận thức cái đó, là từ khi em bé sinh ra, đúng không, nó lúc mà nó từ mấy tháng tuổi đó cho tới một tuổi mấy, khi nó chưa biết đi, mọi người sẽ thấy là tay chân nó quơ qua quơ lại để làm gì, để nó quơ, để nó biết cái khoảng cách, nó học với mọi người đó, cái đó quá trình nó học đó, nó quơ qua là như vậy, là khoảng cách xa như vậy, khoảng cách gần, để nó có cảm giác, thì y như cái máy của mình vậy đó, mình cũng phải diễn đạt nó từng bước như vậy, hình dung như được không? À, chứ mọi người nói giống như tôi đưa ra máy này giống có vẻ như điên, không phải đâu, nó phải làm vậy đó mọi người, từng bước đúng không? Đó, thì cái máy đưa vô cái máy nó mới biết là nó phải làm cái gì, ha? À, rồi tiếp tục đi, lâu lâu quảng cáo một tí xíu này, cảm ơn Giang, tiếp tục đi. Dạ. Yeah. Yeah. À, cái gì giải lao dữ dài. Hay mọi người cũng có vẻ hứng thú nên cũng vui. Dạ. Yeah. Mọi người không có hứng thú tí nào, tôi đâu có thấy trả lời, không nói gì hết. Ừ, kỳ lắm, lạ lắm. Rồi tiếp tục đi em. Không có hứng thú đâu, có hứng thú thì chắc là cũng mở microphone lên rồi. Dạ, chắc là anh thấy cũng nguyên được. Dạ. Không. Ok, để em lên quay lại. Thì cái phần tiếp theo thì em sẽ làm một cái, đó chính là giống như cái nãy chị Minh có hỏi về cái degree với lại cái quay, thì cái tính chất của nó ảnh hưởng như thế nào, về phân biệt đó, cái đó là về cái phần phân biệt thôi, cái phần tính chất của nó có cái như thế này, ví dụ như là làm thế nào, ví dụ như trên bạn bè Facebook chẳng hạn, thì làm thế nào mình để mà mình biết gọi là một cái người á, mà gọi là cái đó kêu là KOL đúng không ta, chắc vậy quá, tức là những cái người mà người ta nổi tiếng hơn chẳng hạn, thì mình có thể là gọi là tăng cái sức ảnh hưởng của họ trên mạng xã hội nhiều hơn đó, thì làm sao để mà người ta có thể tính toán được cái điều đó. Rồi hoặc là ví dụ như là trong những cái trường hợp mà những cái grab mình thấy nó những cái đồ thị á, nó có thể kết nối giữa những cái node với nhau, nhưng mà làm thế nào để biết cái node này nó là quan trọng. Ví dụ như nhìn nãy mình thấy trên đây đúng không, ví dụ đây mình thấy cái node nào quan trọng, ví dụ như là mình thấy cái node số 4 nè, cái node nào giả sử như mà mình không có cái đường chéo à, không có đường chéo đi, thì mình thấy cái node nào cũng đi qua anh số 4 hết lên á, mà giả sử trong một cái thành phố mà anh nào cũng đi sang số 4, thì ở hàng cái số 4 mình phải làm cái gì, tức là nó có tính chất nó quan trọng hơn. Vì vậy là mình phải xây dựng cho nó ở số 4 là một cái dòng xây đựa chà bá, dòng xây ngã 5 ở ngã 6. Thì như vậy thì ngoài ra thì nó còn có những cái yếu tố nào mà ảnh hưởng để mình quyết định là mình nên xây dòng xây ở chỗ nào hay không. Đó. Hoặc là mình biết cái tính chất cái nốt nào nó quan trọng hơn để mình coi rồi mình phân biệt. Hoặc là ví dụ như mình thấy nó có tính chất đặc biệt có thể dùng dự đoán cái gì đó. Nói chung là cái này tương đối là hay. Thì ở đây thì em sẽ giới thiệu một số cái, đó chính là cái và cái định nghĩa em vừa gọi luôn, đó chính là cái centrality, tức là cái trọng tâm ở trong cái trung tâm, chắc vậy quá, trung tâm ở trong cái đồ thị, tức là chỗ nào cái anh nào là quan trọng, thì tức là mình định nghĩa để cái tầm quan trọng của một cái node ở trong cái đồ thị của mình thôi. Ví dụ như ở đây em có hai cái, thì mọi người nhìn thấy nè, cái độ quan trọng của nó được đánh theo cái hệ số
cái hệ số nó càng lớn thì tương ứng với cái màu thôi. Thì cái màu ở đây mình thấy cái màu xanh là rõ ràng là nó màu là nó gần như bằng không, tức là màu xanh màu tím là chắc màu xanh đó. À, thì cái độ quan trọng nó bằng không, và cái nó màu vàng tức là nó khá là quan trọng, nó gần như bằng một. Và ở đây mình thấy cái màu vàng đó. Và ở đây thì nó có thể ứng dụng được cho cả cái có cái chiều hay là không có chiều luôn. Thì đây giờ mình mới nhìn vô mình đoán thử coi, ủa vậy thì cái nốt nào quan trọng, làm sao để tính. Thực ra nó có rất là nhiều cái lý thuyết để mà nó rất hay. Tuy nhiên đây thì em sẽ chọn ra khoảng hai cái lý thuyết mà gọi là nhìn vô biết tính ngay. Rồi cái đầu tiên đó chính là cái degree centrality, tức là hồi nãy em có nói chính là cái bậc. Thì đơn giản ví dụ như nhìn đây thì mà dựa vào từ ngữ và dựa vào cái hình đó, thì không biết là có ai có thể đoán được giúp em cái ý nghĩa của hình này không ạ? Tức là cái nó định nghĩa như thế nào, là cái nốt nào quan trọng hơn. Để em xem coi hôm nay có ai ta, để em không quên xem. Anh Xuân được không anh Xuân? Ok. Dạ. À không phải trên này, bên này. Dạ. Đây thì đối với không phải cái này, qua nhanh quá. Rồi ok, đối với cái degree centrality nè, tức là cái gọi là cái trung tâm, và cái nốt nào nó quan trọng hơn, nó được định nghĩa như thế nào theo anh nhìn cái hình này thôi. Anh thấy cái đặc điểm của những cái nào mà nó màu vàng nè, có cái độ quan trọng nó đánh dấu là cao hơn nè, so với những cái nốt màu xanh đó, thì anh thấy có sự khác biệt của nó là cái gì? Ở bên cái chỗ mà bên cái graph bên phải thì anh thấy là thường thường những cái màu vàng là những cái sẽ được hướng về, là những cái nốt khác nó hướng về nó càng nhiều thì nó sẽ có càng có cái score nó càng cao, còn dạ rồi. Không có thì nó là một cái score nó thấp hơn. Ok. Cái này thật ra nó chỉ là có chiều ở đây, có không có chiều ha. Thì ví dụ như anh nói cũng đúng về cái phần mà gọi là nó có chiều, nhưng mà giờ anh thử nhìn coi, ủa tại sao hai cái cục này nó màu giống nhau vậy? Mặc dù là một cái thì có hai cái đường, một cái thì hai cái đường đường ha, hai cái đường nói nó, với là một cái là chỉ có một đường thôi, nhưng mà tại sao cái cục cục này với cục này nó màu nó giống nhau nè? Anh đếm thử coi là cái chiều của nó có bao nhiêu chiều ha, mình phải tính tới cái chiều nữa. Ví dụ như cái bậc thì em nói là có nghĩa là cái số cạnh nối giữa hai cái đúng không? Thì ví dụ cái mặt cái cam đầu tiên này thì em thấy có bao nhiêu cái bậc của nó là bao nhiêu á? Cái số anh hàng xóm mà nói với nó là bao nhiêu? Một. Đúng rồi. Còn cái màu cam này mình chỉ tính anh nói tới nó thôi nha. Là hai. Chỉ có một. Là ba. Nó chỉ là một thôi anh ơi. Cái in degree và out degree ở đây đúng không? Thì nếu mà vô nó thì là in degree thì 1, còn out degree nó thì là 2. Mình phải giải định nghĩa trước thì mình mới hỏi người ta mới biết được em. Chứ mình không nói định nghĩa trước thì khó. Chủ yếu thì nếu mà gọi là mình để ý kỹ thì mình sẽ nhìn thấy cái màu đó là nó chỉ đếm dựa cái độ quan trọng đó, nó chỉ đếm dựa vào cái nào chẻ vào nó thôi, tức là mình nhận thì mình mới tính, còn nếu mà gọi là mình cho mình không tính. Nên thành ra ví dụ mình thấy đây là bốn cái điểm này nè, thì rõ ràng đó là mặc dù là cái số đường có thể nói tới nó, mình thấy có thể là nó nhiều đấy, nhiều hơn có thể có cái 2, có cái 3, nhưng mà là cái chiều đó, mà in degree tức là cái chỉ về nó chỉ có một thôi. Nên thành ra là bốn anh màu da người này nè, nó mới có một thì cái màu nó mới bằng nhau. Tương tự như cái màu xanh này. Cái màu xanh nè, mỗi cái thì chỉ đi cái này nó chỉ đi một, chỉ đi một. Còn ba anh này á, mỗi cái chỉ đi hai, không có ai cho ảnh hết trơn, thành ra là ảnh trống không. Nên là ảnh màu xanh dương luôn. Cái này thì về cái có chiều rồi. Còn đối với cái không có chiều thì đơn giản giống như cái kia thôi, không có chiều cứ chỉ ra chỉ vô cứ tính hết là được. Nên thành ra đây mình mới nhìn vô mình thấy cái màu tím là đúng không? Cái màu tím, cái nào nó đồng màu mình đếm coi nó giống nhau gọi là đủ số cạnh không mà mình biết liền. Này 1 2 3. Cái màu tím kế bên 1 2 3. Để em tìm coi hai cái màu vàng này thì nhiều quá khó đếm nha.
cái màu xanh này đi, cái màu xanh thì chỉ đúng có một cái đó thôi, mình nhìn lại coi có cái nào mà nó gọi là đơn nữa, có cái là không, chỉ có một cái thôi. Vậy là mình sẽ thấy được là à, vậy là cái nào là cái trung tâm thì cứ đánh lại đó là cái nào mà có nhiều cái cạnh, hay nói cách khác là cái bậc của ánh trao á nhất á, thì cái mức độ quan ảnh càng quan trọng, chỉ đơn giản vậy thôi. Và cái này nhìn vô là mình biết tính ngay ha. Còn thực toán thì mình chỉ cần việc thao đếm giống như nãy em nói thôi, tức là mình làm đơn giản nhất thì mình làm thực toán sinh dựa vào cái accession matrix chẳng hạn như vậy. Có thể có nhiều cái cách khác mà nó lưu sẵn luôn, nói chung là có nhiều cái cách mà mình tính mà mình hiểu là nó tính như thế nào là được rồi ha. Còn cái tiếp theo nữa nè là một cái mà nghe nó hơi lạ lạ chút xíu, tức là gọi là cái eigenvector centrality. Mọi người nghe chữ eigenvector thấy cũng ngán ngán đúng không, và nhớ lại là cái eigenvector và eigenvalue. Bằng giờ ví dụ như là mình bỏ cái phần này, mình chỉ tập trung vào cái câu mà người ta nói đơn giản cho mình hình dung thôi, tức là cái người nào á mà có những cái người bạn quan trọng á cao hơn á, là cái người giống như kiểu là hãy nói tôi bạn của bạn là ai, tôi sẽ biết bạn là người như thế nào. Đó. Thì ví dụ ở đây là cái những cái tuy nhiên ở đây thì có cái vấn đề, ở đây thì có cái ví dụ nè. Ví dụ những người nào mà có nhiều cái citation hơn á, thì thường là sẽ quan trọng hơn, nó tương tự giống như là cái ở phía trước là cái eigenvector này thì chỉ có modify chút xíu thôi chứ không có gì hết. Còn cái điểm này thì mình nhìn thấy nó cũng rõ ràng thôi, tại vì cái từ cái chấm đó nè nó cho đi cho cái anh này nữa, cho nên thành ra là hai cái này nó đều màu vàng hết. Còn về đối với trường hợp mà không có cái flap thì cơ bản thì cái mình sẽ nhìn đó. Mình nhìn hơi song song ha, từ từ mình sẽ nhìn kỹ là tại sao có những cái màu mà nó thay đổi cái độ đậm nhạt của nó nhiều hơn à. Tức là đây mình nhìn kỹ là những cái anh này màu tím nè, ở trên ảnh vẫn là đang màu tím, và cái độ và cái mà trực tiếp của gần bằng ảnh là hai cái vùng ngoài đây đi đó, hai cục này đều là cùng màu tím đúng không. Nhưng mà để do cái anh màu vàng nè nói trực tiếp, tức là anh này đang mạnh nè và anh nói trực tiếp với hai cái anh yếu hơn. Tuy nhiên hai này cũng yếu hơn, cũng xem với bên kia thôi, nhưng mà lại anh nói với hai cục màu cam, sức mạnh nó vừa thôi. Thì qua đây mình nhìn thấy rõ ràng là nó không còn là màu tím nữa, mà nó lại hơi hồng hồng hơn. Và cái việc hơi hồng hồng hơn này sẽ làm cho cái mức độ quan trọng của nó tăng lên. Thành ra là mình nhìn thấy là cái đám ở giữa này nữa nè, do nó là cái cầu nối giữa hai cái anh màu vàng mạnh ra, thành ra là cái đoạn ở giữa này nó cũng sẽ chuyển sang vàng, tức là cái độ important, cái độ quan trọng nó tăng lên. Bởi vì mình nói gọi là lập cái tim, là cái gọi là cái tim của mình mạnh á, là những là kiểu là thường mình là ai á, tức là thường là mình là trung bình cộng của năm người mà mình chơi thân kiểu vậy. Thì đây là mình đã hình dung được rồi đúng không? Còn cái phần mà gọi là tính toán thì em thấy nó cũng nấu nhiều, giống như là ở phần trước thì kiểu là mọi người cũng nhiều khi hoang mang nên em cũng bỏ bớt, em chỉ nói về cái ý nghĩa thôi. Cái đầu tiên là dễ tính rồi, cái thứ hai nó sẽ hơi phức tạp hơn chút xíu thôi. Thì mọi người ở đây thì thấy được cái tầm quan trọng của cái việc gọi là cái tính chất quan trọng đó đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi là giới thiệu thêm một số cái khác nữa với lại thực hành luôn. Thì ngoài ra thì những cái kia thì thật ra là nó nói chung là thực toán không phải lúc nào nó cũng là đẹp trong tất cả trường hợp. Ví dụ như nãy mình cũng nói là em cũng nói là ở trong cái ví dụ là cái ngã tư, ngã năm, ngã bảy đi, nhưng mà cái con đường tới cái ngã tư, ngã năm, ngã bảy đó nó nhỏ hay nó bự chẳng hạn như vậy thôi. Ví dụ cái ngã tư còn cái con đường nào cũng bằng cái đại lộ, quốc lộ mà nó giao nhau hết thì có gần lưu lượng giao thông rất là lớn. Để có cái mức độ quan trọng với những cái điểm giao nhau đó thì nó sẽ là quan trọng hơn so với những cái mặc dù nó là giao của ngã 7, ngã 8, ngã 9 gì đó, nhưng mà thật ra thì cái lưu lượng giao thông nó ít, nó chỉ nằm dưới quê thôi chẳng hạn. Thì sự khác biệt của nó lúc này nếu mà mình sử dụng cái degree centrality là nó không ok,
thì mình phải thử hết những cái phương pháp còn lại. Nói chung là thường thì sao ta, nếu họ không biết cái nào tốt thì mình cứ thử thôi, thử đến khi nào mình thấy là nó phù hợp rồi thì mình chọn. Và đặc biệt ở trong cái bên làm dữ liệu thì nhằm khi cái câu chuyện mà dữ liệu đó, tại sao mình phải có team dữ liệu data riêng mà không phải là cái team mình, ví dụ mình lấy mua hoặc là mình mua lại cái mô hình của mấy anh Ấn Độ xây cho bên Ấn Độ đúng không, xong đem về Việt Nam, nó không work. Tại vì cái vấn đề đó là ở Việt Nam mình cái môi trường khác, văn hóa giao thông nó khác, nước mình là sử dụng như xe máy nhất nhì thế giới mà, nên ra là bởi vậy cái tính chất nó khác, mô hình nó khác, cho nên là mọi người chú ý cái này. Thì đây có thể nhiều thêm những cái khác, ví dụ ở đây là cái betweenness centrality nè, closeness centrality nè, hiccup authority nè, hay rank hoặc là khác centrality. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hành trên cái phần Google Colab trước, rồi sau đó mình sẽ đi tới cái phần của một cái bài liên quan về cái sinh học để chốt sổ ra bài hôm nay. Thì con Giang, em quay qua cái hình để tôi bổ sung thêm tí xíu được không em, về cái này của em á, về cái ứng dụng của nó. Mọi người không biết là đo cái này để làm cái gì đúng không? Đó thì em click vô trong cái hình tôi mới vừa gỡ em. Tôi có một cái pathway này là cái folic pathway đó, ở trong vi khuẩn. Thì mọi người, đây là thực chất là nó một cái graph đúng không? Đúng không? Cái direction graph đó, có cái một cái đồ thị có chiều đúng không? Thì mọi người nhìn ở trong đây á, thì cho tôi biết được là cái chất nào á là có cái degree cao nhất đâu mọi người. Như là cái 5-10 methylene THF đúng không này? Đúng rồi, nó có cỡ bao nhiêu em? Cái in á, cái in degree á, nó có cỡ bao nhiêu? À, nó có 5. Khoan, để đếm lại ta. 1, 2, 3, 4 à. 4 chứ. Rồi, nó có 4 đúng không? Rồi cái out degree nó có bao nhiêu? Cái out degree nó là 1, 2, 3, 4. Nó có 4 luôn. In và out đều 4. Rồi nói chung là nó là in hay out nó cũng là cao nhất. Đúng không? Mọi người cũng thấy rõ ràng là như vậy. Đó. Thì ở đây mọi người ai cũng biết rồi đúng không? Ví dụ con vi khuẩn này là một con vi khuẩn có hại. Đúng không? Thì người ta thường trị vi khuẩn bằng cái gì vậy? Ở đây có ai trị vi khuẩn thì sử dụng cái gì vậy Hoàng? Thuốc bảo vệ mà vi khuẩn ở đâu, hay trên người hay là trên cây á? Người đi, bây giờ mình nói người đi ha, em tạm bỏ qua, em gác cái phần thú tính với lại thực vật tính em ra khỏi người em đi ha, em đi tính cái người tính của em ha. Thế uống, em bị uống kháng sinh đó thầy. Đúng rồi, cảm ơn em cũng có background á. Dĩ nhiên tôi không dám hỏi Bắc với lại Phú hoặc là Trường ở đây đúng không? Tôi hỏi một cái người ngoại đạo một tí xíu để tôi còn vú rượu ở mắt thợ. Thì một cái bác sĩ thì không, một cái người mà dược sĩ đúng không? Đó. Mới hỏi là giờ cái con này nó kháng kháng sinh dữ lắm rồi. Nó không cách nào trị được đâu. Nó siêu kháng rồi, nó super resistant rồi, đúng không? Đó. Thì bây giờ người ta nhìn vô trong cái pathway này, mà tôi giả dụ là cái pathway này là cái pathway cần thiết để con vi khuẩn này nó tồn tại được, đúng không? Tại vì nó phải tổng hợp một cái chất gì đó cho nó thì nó mới tồn tại được. Tôi nói ví dụ như vậy thôi ha, tôi không nói là cái pathway này chắc chắn như vậy. Thì bây giờ nếu mà là em dược sĩ đó thì em sẽ tấn công cái thuốc này á, đó, em sẽ thiết kế một cái thuốc em tấn công vô cái chất nào của cái pathway này để em giết được con vi khuẩn này. Em nghĩ là tấn công vô cái chất quan trọng nhất đó, hoặc là cái chất mà tạo ra cái chất quan trọng, cũng là thế, là một là tấn công vào cái chất quan trọng để ngắt cái đường cái pathway của nó, hoặc là em ngắt sẽ... chỗ nào em nói cụ thể đi, trong cái pathway này em ngắt chỗ nào? 5-10 methyl THF này. Tại sao em nghĩ nó là quan trọng? Tại vì nó là cái trung tâm của cái pathway luôn. Ví dụ như mình ngắt cái này đi á, thì mọi cái chuyển hóa, mọi cái hoạt động của nó sẽ bị ngừng lại hết đó thầy. Rồi cảm ơn em. Đó, cái ý tưởng chỉ đơn giản vậy thôi đó mọi người. Đó, đã gì sao? Rõ ràng là mình học đúng không? Ở trong kia là cái degree centrality là cái mà quan trọng nhất đúng không? Cả một cái pathway thì ai cũng thấy giống vậy. Đó, bà Thái Anh Văn là bà tổng thống của nước Đài Loan, bà cũng thấy như vậy.
bà nói Trung Quốc mà tấn công bà sẽ đánh vào phá Tam Giang của Trung Quốc liền đó. Bà sẽ tổng tất cả những lực lượng của bà có thể về máy bay, về thả bom, bà sẽ tấn công vào phá Tam Giang của Trung Quốc. Tại sao? Phá Tam Giang của Trung Quốc là cái chỗ mà cái thủy điện lớn nhất của Trung Quốc, nó mà nổ một cái là thượng nguồn nó sẽ chảy nước xuống hạ nguồn, toàn đất nước Trung Quốc sẽ ngập lụt đó. Bà nói như vậy đó là sao? Bà rất hiểu về cái RAP theory này đó. Mọi người thấy tổng thống người ta thông minh không? Trời đất ơi, người ta học dữ lắm đó. Người ta phát biểu một câu nó trúng một câu, làm sao người ta có kiến thức, mọi người thấy không đó. Bà nói bà chỉ cần tụi nó mà làm bả cái gì ở đất nước bà phải sẽ đập vô trong cái phá Tam Giang này. Đã biết được là phá Tam Giang nó chứa nước dữ lắm mọi người, nó là cái chỗ mà thủy điện lớn nhất của nước Trung Quốc và cũng có thể nói là lớn nhất của thế giới luôn đó. Đánh vô bơm một cái là nó nổ banh ra, cái nước nó tràn xuống hạ nguồn là ngập lụt hết cả Trung Quốc. Mọi người thấy sự thông minh của người ta. Thì mình nhìn con virus hoặc vi khuẩn cũng vậy, đúng không? Mình phải đánh vào cái chỗ quan trọng nhất của nó đó, cho nó dùng dãy cỡ nào thì nó cũng phải chết, hiểu chưa? Đó, để mình học một cái network để làm gì, mình tìm cái chỗ quan trọng nhất đó, gì đó. Ví dụ như ở Việt Nam thì nếu mà phản quốc mà nó muốn đánh vô, quá thí dụ người nước ngoài đánh vô thì đánh vô sân bay nào? Tân Sơn Nhất anh. Ừ đúng rồi. Bài. Ừ, Nội Bài với Sân Sơn Nhất có đánh vào đúng không? À, đó. Rồi thì mọi người thấy là cái ứng dụng của học cái rap để làm mấy chuyện này giống vậy đó mọi người. Dĩ nhiên là người ta phải có cái flow của nó nữa đúng không? Đó. Ở đây thì chưa có ai học về cái flow của mấy cái amino acid đó, với lại mấy cái hợp chất gì nào. Đó, có trường đó thì nếu mà học về cái HPLC đó thì người ta cũng đo mấy cái chất nó. Dĩ nhiên có một số pathway nó có tồn tại trên lý thuyết đúng không? Nhưng mà ở con vi khuẩn đó, nó không xài sử dụng đúng không? Có những con là kỵ khí, có những con gì đó thì nó sẽ sử dụng những cái pathway đặc trưng của nó và người ta phải đo cái lưu lượng đúng không? Đó, của từng cái chất này nè, đó được tạo ra đó. Thì mình phải biết cái đó đúng không, mình mới có được ha. Đó thì cái đó là mình phải học một cái thuật toán khác nữa ha. Cái này tôi chỉ nói cái tỉnh thôi, một cái rap tỉnh ha, chứ thật chất là cái rap nó đậm đó mọi người, có nghĩa là có cái chất nó sẽ chảy đó ha. Đó thì mình phải học cái metabolic á ha, để mình đo metabolite passport á, mình sẽ đo những cái dòng chảy của những cái chất này được tạo ra, có nghĩa là mình sẽ sử dụng cái đồng vị phóng xạ của carbon đó để mình đo. À, đó. Cái đó phải học một cái môn khác nữa. À, rồi, cảm ơn Giang. Tiếp tục đi. Phong động của học. Phải không thầy? Nghe thử. Dạ. Rồi thì giờ của anh với mình làm, em giờ em làm còn khoảng bao nhiêu phút nữa thầy? Em làm khoảng chừng 48 phút nữa. Là đủ 3 tiếng đó. Ừ. À. Thì thực tập nữa đi là 48 phút là đủ rồi đúng không? Dạ. Tại vì để em coi là ngắn hay dài. Ví dụ như là còn dài thì em sẽ để mọi người làm. Còn nếu mà ngắn thì để em làm chỉ vậy thôi. Dạ. Không, tôi nghĩ là em làm đi. Em làm đi ha. Tại vì ở đây em sử dụng Python mà. Ở đây có ai có nhu cầu muốn làm không? Bắc Phú Trường, mấy senior ở đây có ai muốn làm không hay là thấy cái này không cần thiết? Em thì thấy cái này nhưng mà ở đây em chưa nghe nhỏ quá, tôi không có nghe được em nói gì hết. Phú ơi. Alo, dạ thầy nghe chưa? Đã đỡ. Alo. Sao? Em nói đi em. Em thấy nó hay thầy nhưng mà cái phải thân. Dạ. Tại vì nó bị ảo quá mọi người, tôi không có nghe rõ được. Đang bão, nó đang mưa lớn, nó gió ở ngoài, nó đang rít lên. Dạ, vậy mọi người có ai sử dụng cái sao ta? À, vậy thì chắc là em sẽ làm trước cái phần là bên Python thôi. Còn cái phần mà gọi là lý thuyết để mà sử dụng để vẽ bên ký sinh đó thì em sẽ nhờ một anh chị share sau á. Rồi đầu tiên thì về cái là cái phần mà xe phía sau đó, thì cơ bản chỉ là xe rồi mình biết lấy data ở đâu rồi mình biết tính như thế nào thôi. Còn ví dụ như mọi người có thể chuyển về cái phần mà gọi là cái
R để tính toán, tại vì cơ bản nó chỉ tính về cái correlation thôi chứ không có gì hết. Thì anh em sẽ chia làm hai section đó, ra cái mục lục. Thì section 1 có thể sử dụng cái network KX thôi, tức là mình làm một cái graph giả, gọi là cái sau đó mình vẽ thử thôi. Rồi cái thứ hai là mình tính toán, mình log và phân tích cái data từ TCGA. Rồi thì đầu tiên về cái phần network KX thì thực ra đây là một cái packet mà để người ta một cái thư viện, một cái gói mà người ta dùng để chuyên là xử lý đối với cái graph. Hoặc là ví dụ mọi người thấy em vẽ trên kia đúng không, thì gọi là vẽ cái để cái đó làm sao để vẽ thì sẽ nhờ cái này. Thì em nghĩ chắc đi trực tiếp vẽ cho nó, em sẽ giới thiệu là sơ sơ về cái Python nếu mà mọi người không biết. Thật ra nếu mà ai biết code thì nhìn vô nó sẽ tương đối đơn giản. Đầu tiên đó là về cái thư viện đúng không, thì cũng mình cũng cài thôi. Ví dụ như chỗ này thì mình sẽ cài bằng cách gọi là cái install.package, là tên cái thư viện mà mình cần cài đúng không. Ví dụ như nó từ cái rang, hoặc là mình sử dụng cái biomanager để mình cài nếu mà từ cái bioconductor chẳng hạn như vậy. Còn đối với cái mà là thư viện trên Python đó, thì mình thấy là ở đây em chỉ có thư viện là Python 3 thôi, thì em để là bib thôi, install cộng tên thư viện, và cái này à, cài bên ngoài ở trong cái terminal của mình chứ mình không có chạy ở trong cái phần script của mình đó, thì cũng tương đối ổn. Rồi tiếp theo mình chỉ import cái thư viện thôi đúng không, thì thư viện này giống như kiểu là library, tên thư viện hết rồi. Còn cái này nó chỉ đặc biệt cái là ví dụ chữ A, ví dụ mọi người thấy không, chữ tên cái này đúng không, thì nó tại vì Python nó là ngôn ngữ nó hơi đặc biệt chút xíu, tức là ví dụ như thường mình sẽ ghi là cái chức năng của một cái câu lệnh xong rồi mình ghi ra. Còn đối với Python á, thì nó để nó sẽ là diện theo kiểu là object, tức là nó là diện hướng đối tượng á, thì ví dụ như thế này, nó ghi dài quá thì nó ghi thành là chữ plot, và để mà gọi một cái function ra từ đó ra thì sẽ là plot chấm cái gì đó, hoặc là gọi là method.color thì mColor này chấm cái gì đó, hoặc là network kx anx thì cũng gọi cái function từ đó thì nx chấm cái gì đó. Thì nếu như vậy thì nó ví dụ ở đây ha, thì ví dụ để vẽ một cái network nè, thì họ có define giúp cho mình luôn nè, tức là mình sẽ nhìn vô mình sẽ biết là à vậy nó từ cái thư viện nào, thì thành ra mình xử lý hoặc là mình fix nó rất là dễ. Tại vì mình sẽ biết được là à nó từ thư viện nào, nó sai là do lỗi bất đồng bộ thư viện, hoặc đỡ hơn là cái việc ví dụ như đối với những cái code dài á, thường thì em cũng sẽ để là cái thư viện để trên đầu đúng không, xong rồi em code một đống ở dưới, nhưng mà đôi khi á, có những cái nó báo lỗi mà em không biết nó sai chỗ nào tại sao mà sửa. Còn cái việc mà định nghĩa cái function của nó cũng em thấy nó cũng ok hơn, tức là về cái định nghĩa function của nó thì mình chỉ cần gõ chữ define thì thôi, chứ không phải là mình làm giống như kiểu cái biến. Cái biến của mình sẽ là ví dụ như là a bằng function thì cái function tên của function nó sẽ là a, còn đây ví dụ tên function là raw, mình như vẽ thôi. Rồi mấy cái này tương tự dưới thì nó chỉ là define để mà nó vẽ giống như bên R chứ không có khác gì hết. Rồi đây là cái graph mà nãy em nói. Thì ví dụ như cái này thì mình sẽ có những cái cạnh nè. Thì ví dụ người ta đưa cái cạnh với lại cái node thì là cái cách nhập nó tương đối là đơn giản. Ví dụ như mình thấy là 2 3 3 2 nè, thì tức là cái 2 3 ấy là cái 3 2 nó là hai chiều, thì mình nhìn kéo xuống đây 2 3 với lại 3 2 thì đây do cái node này là mình không có highlight cái phần gọi là cái chiều đó, nhưng mà nếu mà mình nhìn có những cái chỗ nào mà có hai chiều á thì có thể 2 3 với lại cái 3 2 đó, đó là cái màu vàng với cái màu cam này, hoặc là cái màu vàng này với cái màu cam dưới đây đó, thì nó chỉ vậy thôi. Còn nếu mà như cái gọi là mà bình thường của mình đó, thì mình chỉ gọi là random ra mình vẽ thôi. Thì vẽ thì mọi người thấy đơn giản không, nó chỉ nhập có đúng câu này, và cái chi này nó chính là cái phần gọi là chi ở đây đó, cái này chính là cái phần mà gọi là giống kiểu là cái layout để mình vẽ thôi. Còn position này á, position này vị trí giống như nãy là mình nói là tức là làm sao để mình vẽ. Thì thường á, ví dụ mình vẽ làm sao nó cũng được, tại vì cái khoảng cách của nó gọi là nó không có cho mình cái gọi là sao ta, nó không cho mình cái
nó kêu cái gì nhỉ, nó không có tương ứng với cái độ dài, cho nên thành ra là khi mà mình vẽ làm sao cho nó đẹp là ok. Ví dụ cái string layout tức là nó random và nó tỏa ra tương đối đều. Còn ví dụ như có dạng khác, nó là dạng dạng mà hình vòng tròn á, mà mọi người hay gặp đó. Ví dụ như là cái gì ta, circular chain interruption nè, cái này đây nè. Ví dụ cái này là dạng string nè, còn cái dạng mà vòng tròn thì đây, dạng vòng tròn này đó, thì tùy mình muốn vẽ như thế nào vẽ, nhưng mà thường thì em thích cái gì đó nó random hơn là cái tròn này. Nói chung mày không thích cái này cho lắm, tại vì cái này nhìn nó y chang như cái ổ nhện mà không có thấy cái nào nói cái nào, nếu mà nó nhiều quá. Thường thì em sẽ thích vẽ theo kiểu dạng như spring form này hơn, tức là mình nhìn sẽ thấy được là ok cái nốt nào nó nói với cái nốt nào, dễ nhìn. Rồi thì đây mình sẽ thấy được hai cái rồi ha. Còn cái này là có hướng để mình vẽ, thì mình chỉ thay đổi cái object thôi. Cái position thì giống như nãy, tức là mình cũng chọn cái position random thôi. Rồi tiếp theo cái phương pháp, mình chỉ đổi phương pháp thôi đúng không? Cái phương pháp thì do là mình khai báo ở trong này nè. Ở đây sử dụng là cái in degree centrality này. Rồi ví dụ sử dụng tiếp theo là cái eigenvector centrality này. Thì đổi thôi. Nói chung là cái việc mà mình làm cái function đó là để cho nó đỡ thời gian thôi. Mỗi cái mình phải ghi vô cái từng góc chặt vậy thì nó define bên kia. Thành ra mỗi cái dưới là 5-6 cái phương pháp em đều làm chen như vậy. Mà cái này em đã chạy rồi cho nên lại không có muốn chạy lại. Thì mọi người hãy xem thêm ở đây nhé. Rồi tương tự như vậy. Ở đây. Ok. Cái này là cái cast centrality. Rồi. Còn cái phần mà gọi là toán thì em có để ở bên dưới, mọi người có thể tham khảo thêm. Em nhớ mở ra rồi mà không biết sao nó bị đóng lại. Rồi cái mà khó khăn nhất ở đây là cái input của mình, đúng không? Mọi người phải chuẩn bị cái input làm sao cho nó matching cái format, chứ còn mấy cái tính toán đó người ta viết sẵn mấy hàm rồi mọi người ha. Mình chỉ cần hiểu cái kết quả là được. Cái khó khăn nhất đó là cái input đó của mình làm sao để mình thỏa mãn. Để mọi người thấy đây là cái input của mình ở đây là dạng tuple, đúng không? Gọi là tuple 2332 đúng không? Nó fix á, tuple là nó fix á, em thay đổi không được. Đó. À, tuple ở trong một cái list nó vậy đó ha, thì nó rồi xong xuôi ở dưới cái position của nó thì dưới dạng là dictionary, đúng không? Đúng đó. Mọi người phải làm nó thỏa cái điều kiện giống như vậy, đúng không? Thì cái file format của mình á, mình thí dụ như đây là gian nhập tai. Đó, tôi không nhập tai, thí dụ như cái network của tôi hồi nãy về cái con vi khuẩn á, cái folate pathway đó thì nó quá trời quá đất luôn, đúng không? Nó tới 6-70 node, 3-40 node thí dụ vậy đó, thì tôi đâu có mà nhập tai được, đúng không? Đó thì tôi phải chuẩn bị dưới dạng là cái file dạng ma trận, đúng không, hoặc là dạng gì đó để mình có thể nhập vào trong đây. Cái đó là cái khó khăn nhất ha. Chứ còn mấy cái hàm ta viết sẵn trơn hết trơn rồi, ai không có vấn đề gì hết ha. Rồi thì gian nó thiếu, mà nó thiếu nợ tôi là cách đây chắc cũng một năm rưỡi rồi đó, nó chưa chịu viết cái bài về cái này đó. Tôi dạy nó xong rồi nó để vậy, nó không thèm, nó làm xong rồi nó cũng không thèm viết bài để submit chỗ này kia đó, không biết tại sao nó làm vậy ha. Ha Giang ha, đó ghi trong đây là em nào còn nợ tôi cái phần này đó ha. Rồi tiếp tục đi em. Yeah. Ok. Dạ thì cái này là xong cái phần rồi, mình vẽ cơ bản như thế này thôi. Thì để mình gọi là để nhập đó, thì em cũng sẽ làm một cái data. Thì sẽ quay lại, thứ nhất là cái không biết là ở đây thì mọi người yêu cầu của em là sử dụng cái micro này, một cái analysis để mình xác định được cái gọi là mối quan hệ. Thì em yêu cầu là đơn giản thôi, tức là mình pick up ra một cái chain, một cái micro này, và với lại những cái chain mà tương ứng của nó và cái mối quan hệ của nó được xác định rất là dễ dàng. Tức là em chỉ làm cái correlation thôi,
tức là cái nào mà nó lớn hơn 0.6 thì mình lấy, còn cái nào mà nhỏ hơn 0.6 thì mình để ra, và sau đó thì mình sẽ nhập lại bằng tay đến trên kia và mình sẽ vẽ thử một cái graph thôi, là bao gồm một cái nốt chính với lại mấy cái nốt phụ mà tương tác với nó, giống như kiểu này, tức là cái nốt vàng của mình chính là cái microRNA và những cái nốt kia thì nó chính là những cái gen mà được có khả năng regulate bởi microRNA. Có khả năng, tại sao nó gọi là có khả năng, tại vì nó có cái correlation, tức là mối liên hệ của nó. Nói chung là correlation không phải lúc nào cũng là causation. Tuy nhiên thì vì cái sự tương đồng đó, gọi là cái đó kêu là cái gì ta, correlated expression gene, chắc vậy đó. Thì mình sẽ connect nó với nhau và để anh vẽ thử coi nó có ra được hay không. Bởi ví dụ như cái từ cái việc tính correlation đó, mình sẽ thử coi là với những cái gene mình vừa tìm được á, trong cái bệnh prostate cancer này, thì liệu là nó có cái bài báo nào hay là có cái database hay là thực nghiệm gì đó mà người ta thực hiện, người ta tìm được hay không. Ví dụ như mình thấy nếu mà có thì hay quá, ít ra là tôi sử dụng computation non thôi, tôi tính toán thôi, chứ tôi không có làm thực nghiệm như chứ, nhưng mà tôi cũng tính ra được. Ví dụ mà có 10 cái gene đi, thì tôi có được khoảng 3 cái gene là đã confirm được rồi, vậy thì ok rồi. Thì đây không biết là có ai share màn hình giúp em không ạ? Tức là mình làm ở trên cái Sena UCC, Sena Browser. Anh bắt xem màn hình giúp em được không anh bắt? Ok chưa? Dạ dạ. Tôi thấy cái này Phú cũng hợp lắm á, tại Phú cũng làm là bữa trước á, Phú có cái microRNA nhưng mà cái RNA seq kèm theo thì không có, đúng không? Nếu mà có thì đúng, thì rồi. Kèm theo thì hợp với Phú lắm luôn. Ủa anh Phú làm cái gì á, anh Phú, tức là đề tài về cái gì nhỉ? Là bữa trước á, là nói chỗ cái Sena này á, là chỗ của ngữ đó bác. Dạ, dạ vâng ạ. Cái này là cái chỗ cancer medicine của ngữ làm á, thì chúng tôi nói cái data đó của TCGA là họ có làm riêng cái này của họ luôn em. Rồi anh bấm vào cái UCC Sena đi này. Dạ. Rồi ok. Vào cái chỗ anh bấm vào cái log, đúng rồi, mình vào cái browser luôn này. Ủa, anh vào nhiều quá không biết nó chạy được nổi không ta. Ok thì ví dụ như đây là mình đã thấy nó tương đối là ok đúng không, thì em biết em có giới thiệu một lần thì giờ là mình sử dụng là cái TCGA RAC AD, tức là cái prostate cancer đó. Thì anh bấm vào giúp em vào cái phần dataset đó anh. Ok thì đây anh tìm giúp em thử xem mà cái prostate nó nằm ở đâu anh, TCGA prostate, cái loại mà ban cancer á. À kìa, okay, có kìa. Okay. Ok anh bấm vào đi này. Ok thì ví dụ như ở đây thì em nghĩ chắc em nên nói lại một phần, tức là ở đây thì bên TCGA thì họ làm cái data này thì không biết là có thêm bớt gì hay không, mà cơ bản hiện này là đa phần nằm trên TCGA thì họ sẽ có làm rất là nhiều cái, ví dụ như là về cái variation ở đây thì có làm copy number nè, rồi có thêm nữa là cái DNA methylation, cái món mà gọi là thầy làm năm này qua tháng nọ luôn nè, rất là đam mê, đó là cái methylation 450k, số lượng mẫu họ cũng tương đối là lớn ha. Xong rồi tiếp theo họ cũng làm thêm cái gene expression RNA seq nữa. Thì đây họ có cung cấp cho mình là ba cái loại gọi là namolai khác nhau là phù hợp cho cái việc mà mình phân tích. Thì thường là em thấy cái nào mà nó ổn thì gọi là ví dụ như trên data này em phân tích theo cái hướng gọi là cái FBKM, thì cái data khác em phải lấy theo cái FBKM. Đó, cái này là cái bác đang tìm đó bác ha. Thấy em thấy không, ở trong đây là nó có thêm cái HT seq count đó vậy đó. Thì có mấy cái khác tôi nhớ là nó có cả ASEM luôn ha,
Nhưng mà tùy theo thôi. Ở đây á, thì Đúng rồi. trước bắt tìm cái cao khác nhau đó, thì ở đây là nó có những cái phương pháp normalize khác nhau. À bác à, nhớ cái này. Ừ, rồi. Cảm ơn Giang. À chưa 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 thầy em chưa nói hết mà. Để làm tiếp em nói lộn. À, thì tiếp theo thì mình là có thêm cái này có thêm cái mutation nữa ha. Tức là ví dụ cái variation copy ở trên đó, thì nó là cái đoạn dài ha, còn ví dụ này thường sẽ là cái snip, tức là những cái đoạn nhỏ thôi. Thì ở đây thì người ta cũng có cho mình những cái loại data khác nhau nè. Nói chung là có hai cái phương pháp, ví dụ người ta gọi cái mutex hay là gọi cái var scan này. Nói chung là thấy cái pipeline nào cũng ổn, miễn gọi là mình phân tích cho cái gì thôi. Rồi cái cuối cùng là cái gọi là micro này expression này. Thì đây anh kéo xuống là còn gì nữa không anh? Rồi ok, thì giờ anh thử bấm vào một cái data micro này đi này. Rồi ok, thì đây nó sẽ cho mình cái chỗ download kìa, anh thấy không? Đúng không? Đó, thì cái bấm vô là nó sẽ download, nhưng mà hiện tại anh đừng có download, tại vì anh download sẵn trên cái Google Colab rồi, anh bấm chạy là được thôi. Rồi ở đây thì người ta làm sẵn cho mình luôn là normalize là log 2 cộng cái RPM cộng 1 rồi đó, cho nên là ví dụ như mình muốn normalize kiểu khác thì cũng chịu thôi, nhưng mà ví dụ như là mình có thể chỉnh lại để cái này là viết thêm đi lần đó. Ví dụ mình muốn chỉnh sang cái khác thì phải chuyển đổi về cái dạng ban đầu, nói chung là cũng hơi cực, nhưng mà nếu mà thêm thấy thì nếu mà tính cái correlation thì để vậy là cũng ổn rồi, không có vấn đề đâu. À, anh kéo xuống xích dưới nè, thì đây mình sẽ để ý tại sao lại mình làm cái correlation được. Cái correlation chỉ hiệu quả khi là chỉ khi cái sample của mình nó matching với nhau. Thì cái sample này của mình em cũng đã giới thiệu chắc là cũng như trong nhiều cái nhiều khóa hoặc là nhiều cái bài rồi. Thì tức là ở đây mình sẽ có cái TCGA barcode, thì cái TCGA mã đầu tiên thì chỉ là cái chữ TCGA không có nghĩa gì. Cái tiếp theo là cái mã bệnh nhân, và cái cuối cùng đó chính là cái mã mẫu. Cái mã mẫu này đại diện cho cái gì, tức là một bệnh nhân họ có thể lấy nhiều mẫu, và những cái mẫu này có thể được sử dụng cho nhiều cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là 01A thì nó là cái phần cancer, và cái 11 11 cái mã số 11 của nó thì nó chính là cái normal. Thì đây em chỉ tập trung vào cái phần gọi là những cái gene nào mà có sự khác biệt ở trong cái cancer thôi. À, giữa cái raw state với raw state in situ non á, thì lúc này mình có cái mã này rồi thì mình chỉ việc mở thôi đúng không anh? Tức là mình mở cái đầu mã này theo đúng cái sample thôi. Nếu mà ok không thì có thể là mở theo cái patient, nhưng mà em mở theo sample thì nó đã ra rồi. Tức là một cái sample thì họ cắt ra, họ có thể chia ra là họ vừa làm cái gọi là họ giải cái analysis, nhưng mà có thể là lấy được cái thông tin thêm của cái micro RNA này nữa, nên thành ra gọi là mình rất là khỏe. Còn bây giờ có cái micro RNA này rồi thì giờ mình qua thử coi cái analysis, anh copy thử một cái bệnh nhân xem quanh kia coi cái đầu tiên phải là đúng 550501E không, mình nhớ cũng được anh, 550501E đúng không? Rồi ok, mình qua cái analysis coi coi nó có cái bệnh nhân đó không. Anh thấy cái FBK em cũng được. Rồi. Rồi. Rồi vậy là nó có rồi đúng không? Thì tức là ở đây mình sẽ thấy được là cái bệnh nhân tương ứng là có, và có sẽ có nhiều bệnh nhân tương ứng như vậy, chứ không phải là chỉ có một bệnh nhân không. Và ví dụ như ở đây mình sẽ có bệnh nhân tương ứng thì mình sẽ xây dựng được cái correlation đúng không? Ví dụ như mình mở lại hai cái tập data thì mình được khoảng là cỡ 200 mấy bệnh nhân là theo cặp đi. Thì lúc này là mỗi cái hàng như vậy thì ở đây ví dụ như mình được khoảng cũng đông 60.480 mấy cái chim. Rồi bên kia mình cũng được khoảng mớ nữa là 2.000 mấy micron này, thì tổng cộng lại là mình sẽ làm ra rất là nhiều cái 2.000 mấy nhân 60.000 là sẽ ra cái ma trận mà correlation hơi bị lớn. Rồi ok, vậy thì anh qua Google Colab giúp em ạ. Thì đây là mình đã hiểu cái ý tưởng rồi đúng không? Tức là mình phải làm correlation.
Ủa hình như em có gửi cho anh cái correlation kia mà đúng không? Để em gửi lại. Rồi anh kéo xuống cái phần số 2 đi anh ơi. Rồi ok. Thì ở đây thì em có out sẵn cho mọi người đó là về cái cách làm á. Thì đầu tiên là vào mục tiêu mình gọi là vẽ cái đồ thị thôi. Tính cái correlation. Tuy nhiên cái đây thì để mà cho dễ dàng á, tức là nhiều cái quá. Thì em sẽ tính cái phần gọi là differential expression chain trước. Tức là bây giờ mình chỉ cần tìm ra những cái chain nào á mà nó có sự khác biệt giữa normal và cancer, đúng không? Và sau đó mình tìm ra những cái chain đó rồi thì tức là có khả năng cao là nó sẽ là những cái oncogene nằm trong đó. Và sau đó mình sẽ gọi là kết hợp với cái gọi là correlation giữa những cái micro này đó, thì như vậy mình sẽ làm đỡ hơn rất là nhiều ha. Rồi thì giờ anh bấm ngay chỗ cái ô bass đầu tiên nha, xích lên trên, đúng rồi đó, đúng rồi anh bấm đi rồi mình bắt đầu tải lên anyway. Nói chung cái này tải cũng nhanh nè. Ok thì trước khi mình làm cái phần tiếp theo thì mọi người ở đây có thắc mắc vấn đề gì không á? Tức là ở đây em đang làm về cái gì, tức là em muốn làm cho nó nhanh gọn lẹ, tập trung đúng vào cái oncogene và tìm cái correlation giữa micron A và cái những cái gene có khả năng là cái oncogene. Thì không biết mọi người có thắc mắc gì không ạ? Em nói cái assumption của em về tại sao tính correlation là nó liên quan tới oncogene như vậy thì dạ. Tại vì có khi mọi người ở đây không hiểu là micro nó regulate cái RNA đâu em. Anh bắt có thể là qua cái Google giúp em được không ạ? Là search cái micro RNA rồi enhancer. Các cái enhancer rồi cancer, rồi anh chỉ cancer nữa. Ở đây tôi tội nhất là hiếu rồi, giống như dịch nghe sấm. Rồi, bấm vào cái Google hình ảnh anh đây. Anh bấm vào cái Google hình ảnh. Ủa sao kỳ vậy ta? À may quá, may quá. Rồi, mình sẽ bấm vào cái hình số 2 là được rồi. Ok. Như cái này thì mình có thấy được là cái micronation này đúng không? Thì nó transcript rồi nó khi mà nó trưởng thành rồi đúng không? Thì nó sẽ đi ra nó làm cái tương tác với lại cái target mRNA. Và ví dụ như mình thấy đây thì nó có thể là regulate cái được cái gene expression. Mà ví dụ như là cái nào mà nó có khả năng regulate gene expression đi. Ví dụ cái methylation á này nó cũng có khả năng gọi là nó điều hòa cái hoạt động của cái gene. Và ví dụ như là có những cái gene mà giờ nó là oncogene nó đang bất hoạt. Tự nhiên một ngày đẹp trời nhờ cái microRNA nó đẩy lên, nó làm cho cái gene nó phát triển ra. Thì rõ ràng vậy là mình sẽ có cái assumption là nếu mà bây giờ á, đặc biệt cái là cái micron này nó không phải tác dụng vào một anh đâu, tác dụng nhiều anh cơ. Và mọi người nghĩ sao nếu như mà giờ mình biết là một cái anh mà anh tác dụng vào nhiều cái oncogene. Vậy thì giờ thay vì giống như nãy đó, tức là cái này mày là thằng quan trọng, thằng đầu sỏ. Thì liệu nếu mà mình gọi là mình tác động cái ảnh thì liệu là cái ung thư của mình á nó có, nếu mà may mắn thì có thể là gọi là chậm tiến triển hay không, rồi ví dụ như là nó có ảnh hưởng tới cái bệnh nhân hay không, nếu mình target vào nó tiên lượng như thế nào, nếu mà được thì tốt quá, gọi là một mục tiêu mà có thể trúng nhiều con nhện luôn, tức là giảm tác động của nhiều cái oncogene. Mà chưa kể là ví dụ như cái microRNA này còn có hay nữa là cái là tại vì nó là cái circular microRNA á, có thể đi vào trong máu, ví dụ như một số loại ung thư mà có thể là làm cái tiên lượng nữa. Thành ra gọi là mình thấy cái câu chuyện là em thấy là bắt đầu là thấy là nó hơi nhiều rồi. Thì bây giờ nếu mà mình có nhiều cái micro này nè, mình có nhiều cái gene nè,
làm sao anh biết cái nào ở trong cái ung thư là cái oncogene và cái nào nó và nó regulate với cái nào. Thì giờ, giờ có một cái như thế này, tức là cái mà nó liên quan chưa chắc nó là nguyên nhân gây ra, nhưng mà nó ít nhất là nó phải liên quan, đúng không? Chứ bây giờ hai cái mà mình thấy là không có cái mối liên hệ gì hết thì làm sao nó là cái nguyên nhân được, đúng không? Ví dụ như là mình thấy trời mưa đường trơn, nhưng mà ví dụ như có thể là ba em tưới cây đường trơn chẳng hạn, nhưng mà ví dụ như mình tìm trong 100 lần trường hợp là cái mình thấy là cái đường trơn như vậy thì nó sẽ có nhiều khả năng là cái trời mưa, thì lúc đó là mình sẽ xác định được là nó sẽ liên quan tới oncogene. Ví dụ đó mình thấy cái nào là khả năng cao nhất, xác suất cao nhất thì có thể sử dụng cái wet lab and confirm là xong, là có khả năng là mình ra được bài. Cái đó là trường hợp đẹp thôi, còn nếu mà không đẹp thì mình làm cũng đuối, nhưng mà ít ra là mình đã có được cái dữ liệu nó tốt hơn là so với việc mình không biết cái gì. Rồi với lại ở đây nhấn mạnh cái chuyện nữa là mình tính correlation, có ý cái ý nghĩa của việc correlation có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà nó có correlation cao, có nghĩa là cái micro đó nó sẽ upregulate cái gene đó, ở cái biểu hiện gene của cái mRNA đó, đúng không? Tại mình có hai cái giá trị. Đúng rồi. Đó, còn nếu mà nó cùng thấp hết hoặc là cùng cao hết, có nghĩa là hoặc là nó upregulate hoặc là nó downregulate, được không? Hoặc là một cái cao một cái thấp thì sao? Có nghĩa là nó có những cái đứa trung gian nữa, đúng không? Cái đứa trung gian đó, cái microRNA nó regulate một cái mRNA, mà cái mRNA đó là một cái transcription factor đó, nó lại regulate cái downregulate cái kia, ví dụ vậy, đúng không? Đó. Thì yeah, mình sẽ dựa trên cái kiến thức như vậy để mình tính, đúng không? Đó. Thì cái này là tất tần tật là cái giả thuyết của mình thôi, chứ thực chất ra là cuộc đời nó bao la khủng khiếp lắm mọi người. Đó, mình sẽ không tưởng tượng ra cái tình huống nào nữa đâu. À, đó. Thì ở đây thì cái giả thuyết của mình nó cũng strong assumption lắm. À, đó. Rồi, tiếp tục em. Dạ, đúng rồi. Cho nên thành ra gọi là nếu mà ok nhất thì mình tìm được, mình confirm bằng wet lab. Mà nếu mà may mắn cái wet lab nó ok là mình rất là khỏe. Còn ví dụ kết hợp thêm thì nó còn muôn hình dạng trạng luôn. Ví dụ là cái RNA nè, rồi cái thêm cái methylation trên cái phần mà DNA encode ra cái microRNA nè, tương ứng từ lưu ở chân luôn. Nhưng mà bây giờ mình làm cái đơn giản trước cái đã, mình phải là tính cái chuyện nhỏ trước là mình mới tính được cái chuyện lớn. Rồi thì giờ mình sẽ download thử cái data. Thì anh bấm vào anh kia, hình như em nghĩ chắc download nhanh rồi, tại vì nó có tốn vài giây thôi. Thì rồi anh bấm vào cái ô bên tay trái giúp em, có cái ô biểu tượng mà folder thứ tư từ dưới đến xuống. Đúng rồi. Đó, thì đây mình đã có cái file rồi. Thì giờ anh sẽ chạy tiếp cái dòng tiếp theo. Thật ra là em chỉ gọi là cái anh zip nó ra thôi chứ không có gì hết. Yeah. Rồi anh chạy cái dòng tiếp theo thôi. Cái dòng theo là em bọt một cái thư viện là Pandas, là người ta chuyên dùng gọi là để làm cái phần gọi là cái đọc cái data frame thôi. Thì giờ em sẽ đọc cho thử ba cái ha. Rồi thì đầu tiên anh đọc giúp ba cái file giúp em. Thì file đầu tiên gene thì tức là cái gene profile thôi. Cái microRNA này nó chính là cái profile của microRNA. Còn cái DNA này giống như em nói rồi, tức là mình tìm cái sự những cái gene có sự khác biệt giữa normal với cancer. Hiện nay là em download từ ở trên cái một cái database khác, thì gọi là mình có, mình để làm sẵn thôi, chứ mình làm full hết từ đầu thì nó lại là liên quan nhiều thuật toán quá, tại mình làm visualization mà. Đó, thì cái tiếp theo thì em sẽ cho mọi người xem thử là cái DE nó có cái gì. Thì cơ bản là nó hiện như này thôi. Cái này trên cái Wikipedia nè, thì anh có thể chạy hoặc là anh không chạy cũng được, tại vì nó cũng như trang này, không khác được đâu. Thì đây mình sẽ thấy được là cái gene simple, rồi gene ID, rồi median tumor gì đó. Thì anh em chỉ cần lấy cái gene simple thôi, tại vì đây là những cái gene mà nó thỏa mãn và em không cần care lại là những cái giá trị là log fold gene nó là bao nhiêu, rồi value nó bao nhiêu, tại vì cái này đã filter rồi ha. Rồi thì cái phần tiếp theo chỉ lấy cái gene simple thôi. Nói chung là bên Python thì nhìn vô mình thấy đôi khi nó lấy cái tên, lấy cái cột thôi cũng hơi khỏe ha. Rồi tiếp theo là bây giờ cái gene thì muốn kiểm tra xem là nó có cái gì. Thì này mình cũng có là bệnh nhân nhiều nè, có số lượng mẫu tương đối nhiều nè. Thì bây giờ mới mệt lại là em lấy cái những cái gene nào mà có cái biểu hiện của nó là thuộc cái nhóm mà gọi là có sự khác biệt giữa hai nhóm normal với cancer thôi. Rồi, thì em lấy cái đó. Dạ đúng rồi.
Rồi, ok. Thì tiếp theo đây á, thì mình sẽ chạy xuống dưới là ở đây có phần cái dechain.head á. Tức là mình sau mình khi mình kiểm tra rồi á, thì mình thấy là tất cả các chain mà mình chọn á, nó đều có. Chỉ có duy nhất là mình thêm được một cái cột á, là cho cái cột mà mình mặc vào á, nó vẫn giữ giá trị lại. Là cột chain symbol, đặt ra anh trùng với cột sample thôi, không có gì hết. Nên thành ra sinh ra 552 cột, tức là mình không bị mất đi cái nào hết. Thì do là nó cùng làm trên một cái data TCGA nên kết quả giống nhau, kết quả không bị miss là chuyện bình thường, rất là tốt cho mình. Rồi tiếp theo nữa là mình làm cái phần sample á. Thì ở đây mình sẽ vào cái rồi cái tiếp theo thì mình chỉ gọi là làm việc là loại bỏ nó thôi, với lại transpose cái cột cho nó phù hợp. Rồi anh chạy hai dòng tiếp theo luôn đi anh, chỉ là chuyển đổi dữ liệu thôi, không có gì đâu. Rồi, ok, transpose là loại bỏ một số cột. Rồi ok, giờ mình sẽ coi lại cái phần gọi là những cái chain khác biệt như thế nào. Đấy. Thì giờ mình đã quay được cái thành cái hàng rồi, còn kia thành cái cột rồi. Nói chung là vậy là cũng tương đối là ổn theo cái mà em mong muốn. Rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp ha. Coi coi là cái phần microRNA thì giờ mình cũng xử lý rồi ok. Chắc là anh chạy giúp em cho tới cái dòng mà rớp RNA thì cái phần rớp RNA thì thật ra là có những cái microRNA á, họ không bị xác định, họ không xác định được, tại vì có những sample có những sample không, thì em cũng loại bỏ nó, tức là em loại bỏ nó một cách đơn thuần thôi. Có những cái khác, ví dụ mình có thể là infer nó bằng cách là ví dụ nó mất không nhiều á, ví dụ mất khoảng 10%, thì mình có thể suy luận từ những cái mà microRNA là những cái gene mà nó có, để ví dụ sử dụng cái hội quy chẳng hạn, đơn giản như vậy. Còn cách một cách nó hơi đơn giản hơn nữa, tức là mình lấy cái mean hay là median value để mình fill cái RNA value đó. Nhưng mà nhớ ít ít thôi nha, ví dụ mà nhiều nhiều quá thì chịu, không làm cách đó được. Rồi, thì giờ đây là cái phần gọi là cái data của mình đã kết hợp được với cái microRNA rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái correlation để mình làm. Tuy nhiên mọi người thấy ở đây á, có cái vấn đề không? Không biết là mọi người có thấy cái vấn đề không? Tại làm tới đây xong rồi mới thấy nè. Nhưng mà giờ em sót. Mọi người nhìn vào cái sample ở phía trên là mọi người sẽ thấy à. Anh kéo lên cái phần mà nãy có cái ô sample em còn á. À, cái chỗ này như chưa thấy cái sức trên đó này. Cái lúc mà chưa chuyển thành hàng hình cột. Đó, ở đây nè. Cái ô số 7 á. Trên cùng. Đó anh thấy không? Rồi ok, cái bìa tay phải anh. Rồi mọi người có thấy, có ai thấy cái điều đặc biệt gì chưa? Thiên thấy không Thiên? À, chưa Giang ơi. Tức là cái loại mẫu này tôi sử dụng là loại mẫu gì vậy? À, ý là từng cái mấy cái giá trị đúng không Giang? Không, ý là cái loại mẫu này là tôi có dùng cái normal ở cancer nè. Cái normal á, thì nó sẽ là cái số 11, còn cái số cancer đó là cái số 01. Rồi giờ Thiên thấy chưa? Theo theo suy nghĩ của Thiên thì cái logic nó sẽ như thế nào? Giang nói là cái normal là 01 hả? Cái đuôi của nó. Cái đuôi 01. Cái đuôi 11 là normal nha. Còn cái đuôi cancer nó là 01. 01. Anh kéo giùm em sang cái cột bên phải nha. Thì giờ chỉ hỏi đặt câu hỏi đơn giản như thế này thôi. Tức là giờ nếu mà mình làm correlation mà tự nhiên lại thấy là có mẫu là ví dụ là 01 thì chắc chắn là nó là chung một loại mẫu rồi. Ví dụ như là mẫu máu thì đúng là mẫu máu thôi. Nhưng mà mẫu 11 hoặc là 12, 13 gì đó thì chưa chắc nó là mẫu đúng là cái mẫu là primary tissue nha. Nó có thể là mẫu máu normal chẳng hạn. Thì vậy giờ mình làm vậy thì nó có chuẩn không nè? Ví dụ anh qua bấm cái sample, em thấy anh bắt có sạch rồi nè đúng không? TCGA barcode đó. Đúng rồi. Cũng may là bác đang làm giống như vậy luôn á. Vậy tính ra may mắn quá. May mắn. Em cũng đang tìm hiểu cái này, may là Giang bảo. Đó, thì giờ mình sẽ thấy là cái primary solid tumor số 11 là cái gì? Solid tissue normal, solid ở đây là cái gì nhỉ? Liquid, solid. Đó.
tức là mình đang so sánh hai cái mẫu, hai cái class nhưng mà nó không cùng một nguồn gốc đúng không Giang? Ý là trường hợp này thì giữa cái normal cancer, cái correlation nó có thể khác nhau. Ví dụ như là trong cùng cái thiên nó đúng rồi đó, tức là trong cái tumor đúng không? Có thể là nó có correlation nhưng mà tự nhiên lẫn ví dụ cái xu hướng nó khác, và ở trong cái normal xu hướng nó khác, hoặc là thậm chí là có thể là do nó cùng là cùng cái solid cho nên là cái nó có sự correlation thật, tức là giữa theo gọi là tuyến tính theo cả hai hướng luôn chẳng hạn như vậy, thì gọi là ra trường hợp vậy thì đẹp, cho nên là mình không biết, nhưng mà trường hợp ở đây theo nghĩ thì nên là chia, phải làm thêm hai cái nữa, tức là vừa làm normal vừa làm cancer, dựa vào cái mã code cuối cùng mình lọc cái sample ra, rồi cái tiếp theo là mình kết hợp hai cái, là mình có tổng cộng là ba cái đúng không? Thì sau đó mình sẽ ngồi mình phân tích coi là cái kết quả nào nó ổn, tức là mình không biết, tại vì em không có làm mình em không có làm trên cái prostate cancer này. Hồi trước có một chị ở trường nó làm nhưng mà em cũng lâu quá không nhớ cái tính chất nó như nào, thì ví dụ như mình có thể thấy được là coi nó có cái sự hay ho gì đó hay không, nếu mà nó nếu như mình nó có cả trên normal cancer theo cùng một cái hướng là đẹp, còn ví dụ có sự khác biệt cũng đẹp, còn nếu mà một cái có một cái không cũng đẹp, một cái không một cái có cũng đẹp, nói chung là mỗi cái mình sẽ từ đó mình phân tích xem là cái tính chất của những cái, ví dụ cái này có cái kia không, hoặc là cả hai cùng có thì nó có cái gì nó đặc biệt chẳng hạn như vậy, và sau đó mình kết hợp thêm cái phần gọi là graph theory phía trước, hoặc là giả sử như mình không kết hợp graph theory không ấy, thì mình dựa vào cái đó mình làm cái gene anthology hay là cái enrichment coi coi là nó có cái gì đặc biệt hay không, chẳng hạn có những cái nó correlation đó, thì nó có là enrich ở trong cái phần ví dụ như là một cái kia là cái gì nhỉ, cái transcription factor pathway nào đó, nói chung là cũng hơi bị nhiều, nhưng mà ở đây thì mình cứ làm tiếp vậy. Dạ thì mình cứ làm tiếp thôi anh ơi. Giang em muốn hỏi một chút, ví dụ nếu mà đối với cả cái mRNA mà Giang cũng làm cái cũng làm cái building giống kiểu training version trước, sau đó cũng chọn những cái mRNA mà nó có biểu hiện khác biệt giữa hai nhóm mà đủ lớn đấy, sau đó là mình chỉ dùng những cái đấy để làm correlation từ có được không gian. Trong trường hợp này thì em nghĩ là ổn, nhưng mà đối với cái trường hợp mà nếu mà em làm bài báo là em phải gom hết, em không bỏ, tại vì lý do là nếu mà có khả năng đó là cái phần mà gọi là cái việc đó mà em bỏ đi đó, và em sẽ lấy những cái nào mà gọi là có sự khác biệt thôi á, thì nó sẽ giảm lại cho em, nhưng mà đôi khi đó, những cái thuật toán đó, ví dụ anh cũng biết rồi, ví dụ cái HR hay là cái Lima chẳng hạn, ví dụ nó cũng là làm trên RNA-seq được, nhưng mà ví dụ khi mình call cái differential có thể nó bị lọt một số anh vì nguyên nhân là ví dụ như mình đã gọi là thống kê rồi, thì thống kê không phải lúc nào nó cũng đạt hiệu suất hay là cái mô hình nó đạt cái kết quả tốt nhất, có thể để lọt vài cái. Em thì em mong muốn là cái data em có nhiều nhất có thể, còn ví dụ như em làm hết luôn và sau đó em sẽ coi sao, và sau đó em có thể filter nếu em muốn. Chứ còn nếu như mà bây giờ cái lưới của em á, nếu mà em làm rộng quá, em làm hẹp quá, đúng rồi em làm rộng quá, tức là em chỉ lấy cái DE thôi, tức là em đang mở cái mắt lưới của em to ra, thì có thể những cái con cá mà ví dụ đâu phải là con cá lúc nào con cá mập, nó cũng là con cá quý, ví dụ con cá coi thôi chẳng hạn, nó bị lọt ra bởi cái thuật toán của mình, nhưng mà bây giờ mình gom nó bằng cái correlation thì mình bắt nó được lại, cá coi thì đương nhiên là nó mắc hơn con cá mập rồi. Em nói vậy thôi chứ nhầm khi vay cái mặt bán cũng đắt lắm. Dạ. Ok dân. Dạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần tính correlation nên đó mới là nghiện. Rồi. Thì giờ cái phần gọi là correlation thì chỉ nhập có đúng con câu thôi. Anh kéo xuống dưới đi anh. Đó. Thì đây em chỉ gọi là chuyển đổi cái kiểu dữ liệu á, ví dụ bên R mình làm cái này cũng được, không có vấn đề gì. Thì cái này làm correlation bên R nó cũng có chữ correlation là nó ra cho mình rồi. Có lạ nhỉ, em nhớ mình chạy nhanh lắm mà ta.
Thế này em chỉ lọc ra những cái này mà ở 0.4 hay thì anh bấm thử cái giúp em. Rồi nè, thì ví dụ như đây mình sẽ có những cái giá trị NaN value này. Thì cái này á, đây chính là cái gọi là cái confusion, cái adsorption matrix của mình đúng không? Mình hay import vào trực tiếp luôn. Nhưng mà cái giá trị NaN value này thì mình sẽ gọi là loại bỏ nó. Với lại cái này có cái đặc biệt, cái này gọi là cái pi bậc thai này. Tại vì sao gọi là cái pi bậc thai, hồi nãy em có nói rồi, không biết là mọi người có ai hình dung được không ạ? Pi bậc thai graph á. Không được đâu em không có vẽ ra, em không có được hết. Làm sao mà được, không được dạ. Đâu. Qua tiếp đi em, cái đó thì dạ. Để em mốt từ từ. Thì cơ bản là ở đây. Giang ơi, Giang. Dạ. Cho anh hỏi chỗ này một chút xíu nha. Tức là cái này em đang làm cái matrix mà nó hiển thị dựa trên cái hệ số tương quan đó đúng không? Không chấm dạ, đúng rồi. Nhưng mà tại vì thường nó thấy là khi mà làm cái tương quan người ta phải xét thêm cái p value nữa em. Dạ đúng rồi. Cái số nó vậy thôi nhưng mà cái p value nó không significant á thì nó cũng không có ý nghĩa. Cái thứ hai á là do ở đây mình test rất là nhiều, mình test là 2000 mấy cặp lận, thành ra cái p value nó phải adjust nữa, tức là nó phải điều chỉnh nó rất là nhỏ luôn á. Thành ra là em có làm cái đó không? Trong nghiên cứu của em thì em có làm. Trong cái này thì em không anh ơi. Tại ví dụ như mà nếu mà em làm luôn cái đó trong này luôn thì chắc là cũng hơi phải không, anh hỏi để mình biết thực tế mình làm sao thôi á. Chứ dạ. Là đúng là em cũng có làm cái P-value phải không? Anh hỏi để anh biết thôi chứ không có gì. Thực tế thì khi mình làm nhiều cái test như vậy thì mình phải adjust dựa vào cái số lượng test và dựa vào cái số lượng mà mẫu mình có. Đó, adjust như Bonferroni hay là mấy cái ông nào đó. Adjust cái p-value, sau mình sẽ làm hai cái ma trận, một cái ma trận là về cái correlation, ma trận thứ hai là về cái p-value, và sau đó mình sẽ filter. Ví dụ cái filter đây thì tương đối là đơn giản, ví dụ mọi người có thể thấy chỉ gõ một dòng nó sẽ ra rồi. Tương tự như vậy cái p-value đó thì mình sẽ lấy log của nó thôi, lấy log của nó để ra cho cái ví dụ như là hình như 0.05 là 1.31, 32 gì đó. Thì mình lấy là trừ log của nó, thì lấy giá trị lớn 1.32, xong mình mặc cái hai cái giá trị đó lại. Nếu mà hoặc là mình làm cái điều kiện là nó không có cái giá trị NaN thì mình giữ lại cái correlation. Nếu mà giờ mình ánh xạ từ cái bên correlation qua cái p-value, nếu mà p-value thỏa thì giữ lại, không thì chuyển nó thành NaN. Tại với lại ngồi để cái nữa là cái ma trận này nó bị dở cái. Tức là ví dụ như nó tính luôn đó là cái A1BG cho tới A1BG đúng không? Nó có cái giá trị là 1 về 1 luôn đó. Tại vì cơ bản là nó với chính nó thì như là correlation ma trận đường chéo của nó đó. Nó sẽ luôn luôn nó bằng 1 rồi. Tại vì cái này nó đang là symmetric, tức là ma trận đối xứng. Thì thành ra là mình cũng phải xử lý cơ bản chút xíu nữa. Tuy nhiên đây thì em thấy xử lý nhiều quá thì nó lại tốn công, cho nên là cơ bản em chỉ chọn ra một cái chin thôi. À, anh kéo xuống giúp em anh ok ở đây thì em có thể kéo cho mọi người luôn nè. Tức là ở đây thì số lượng micron này á, mình lọc ra thì nó sẽ mình muốn lấy cái đoạn từ micron này cho tới đoạn gen thôi. Ok, hình như là cái dòng tiếp theo mới đúng anh ơi, cái đó hình như là cái đoạn em chạy mẫu thôi. Ok, thì đây mình sẽ thấy được là cái cột của mình nó chính là cái micron này, cái hàng của mình chính là cái gen rồi. Thì vậy là nó ổn rồi nè. Nhưng mà thật ra nhìn vô mình thấy là cái này mình chưa thấy được hết, tại vì có rất là nhiều hàng và nhiều cột. Nhưng mà cơ bản mình thấy là cũng có một số cái giá trị nó xuất hiện là tương đối ổn. Rồi thì giờ để mà mình chọn ra thì anh có thể là bấm thêm cái đoạn O-code giúp em được không ạ? Kéo xuống ngay giữa. Kéo xuống ngay giữa có à không anh ơi. Anh kéo xuống gần cuối cùng, đừng có kéo cái thanh kéo ngang. Anh rê gần ở phía giữa. Sao ta? Không, anh kéo xuống xích nữa anh này. Xích xuống dưới. Đúng rồi. Nó có sự xuất hiện, anh kéo vào giữa nó sẽ xuất hiện cái code hoặc là text, bấm vào code. Đúng rồi. Thì giờ anh gõ giúp em là cái DFTrue cho cái chain là MIMAT000763.
Rồi anh mở hai cái mặt vuông lên đây, anh mở cái mặt vuông giúp em. Cái nữa, một cái mặt vuông nữa nè, rồi tới cái dấu nháy. Rồi ok, anh thấy cái MIMAT00763 không? Anh copy giúp em cái đoạn đó. Cần cho V rồi ok, cần cho Inter. À không, Inter nhấn nút chạy được rồi, anh kéo xuống dưới này. Thế nên mình thấy là có nhiều cái NA đúng không? Thì giờ để bỏ NA thì mình nhấn dấu chấm, rớt NA. Ở trên kia kìa anh, anh đã gõ trên kia luôn anh ơi. Đúng rồi, chấm, rớt. À, NA anh viết thường thôi anh ơi. Rồi, mở mặt. Đóng mặt lại. Qua wow, mặt tròn đó nè, đúng rồi, Ctrl Enter. Hoặc là anh nhấn chạy cũng được. Rồi, ok. Thì đây nó ra khá nhiều chin nè. Mình cũng có một số cái micro này mà nó có correlation. Thì đây nếu mà em thì em sẽ chọn cái GATK đầu tiên. Anh kéo xích lên kìa. Đó cái AATK chứ. Mình thử search coi là cái AATK coi nó có phải là cái oncogene ở trong cái prostate cancer hay không. Em hy vọng là nó sẽ work. Còn nếu không thì à, anh có thể thêm cái dấu mặt và dấu mặt nháy nha, dấu mặt nháy để cho nó ra chắc chắc và chắc chắn là cái AATK gene đó. Đúng rồi à... à hình như có một cái kìa à, à sử dụng cái ok sử dụng cái shock ở này nóc đào cái AATK pancreatic cancer. Ủa hình như mình gọi chữ prostate cancer đúng rồi mà. Vậy anh bỏ giúp em vào chữ prostate cancer cái dấu nháy nó anh này. Đúng rồi. Thường thì em cũng search theo keyword kiểu vậy thôi. Nếu mà mọi người có cách search khác hay hơn thì có thể à hình như mình có cái thư viện của cái gì ta. Cái database Cosmic hả? Không phải. Đúng không ta? học thầy xong rồi trả chữ cho thầy mất rồi. Nhường nhớ cái database gì cũng nhường, hình như nhường ao rồi. Thì quên tên nó ta. Không quan trọng đâu em. À, đúng rồi. Bài này nó không phải bài resort các em. Bây giờ à. Em quay lại em tổng kết lại đi ha, tổng kết. À, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Chứ nó không... có kết quả rồi đó, thì mọi người có thể là làm thử sạch thử xem sao. Vì do cái này nếu mà đúng là không phải bài resort nên là làm nhiều khi nhiều quá thì nó cũng khó. À, thành ra ví dụ như có kết quả này rồi thì mọi người có thể là nhập cái này đơn giản, cái VAT này nó khá là đơn giản thôi. Tức là mình sẽ lấy ra những cái gene ban đầu thôi, nó không bắt đầu bằng chữ MI, tức là nó là một cái gene bình thường. Và ở đây thì nó chỉ là có một cái gene thôi đúng không? Thì mình sẽ chỉ có một cái central thôi. Và nó sẽ nó chỉ ra những cái gene còn lại. Thì cái này nó cũng tương đối là đơn giản. Còn nếu mà mình có thể làm ok hơn thì mình có thể là làm thêm nhiều cái gene. Tại vì có khả năng là những cái gene này cùng regulate bởi nhiều cái microRNA. Và những cái microRNA có thể regulate bởi nhiều cái gene. À nó relay nhiều cái gene khác. Đấy. Nên thành ra là mình sẽ có cái mối quan hệ nó phức tạp giống như vậy, tay 3 tay 4. Ủa, thí dụ như bây giờ mình có hết data luôn đúng không? Đó. Thì dĩ nhiên là trong một cái ma trận này mình sẽ có nhiều cái connected component khác nhau đúng không? Có nghĩa là ở đây là một cái super wrap. Thì trong cái super wrap này mình sẽ có những cái wrap mà nó không có nói lại với nhau đúng không? Đó. Một số thì nó sẽ nói lại với nhau, có bao gồm nhiều gene nhưng mà nó cũng bị không có nói. Thì mình có thể tính được cho từng cái centrality, mấy cái hồi nãy mình tính ở trên kia bằng cái data này không em? Được mà thầy. Thì cái này mình cứ lấy ra bình thường thôi. Thật ra cái vẽ hình nó làm vậy thôi chứ. Nó sẽ cho mình cái giá trị biến mình gán vào đúng không? Thì mình sẽ lấy cái attribute. Là về mặt
công thức thì không có khó khăn gì hết. Đúng rồi, lấy số là được, lấy ra được. Mình chỉ cần nhập ra, mình xuất ra cái file TXT là được. Nhưng mà giờ mình nhập ra như thế nào, đúng không? Ví dụ như đây chỉ có một gene thôi, nhưng mà thực chất là cái gene này, những cái gene này nè, nó lại connect với lại một cái microRNA khác nữa làm sao? Đúng không? Cái này là một cái microRNA, đó, nó connect với lại những cái mRNA hoặc là microRNA khác. Thì một cái khác nó lại nói với một cái khác nữa, đúng không? Đó, chỉ trong đây thì làm sao chưa gì á, mình có thể tính được ở trong đây có bao nhiêu cái connected component, đúng không, là cái thứ nhất. Rồi xong xưa mình tính được cái centrality cho từng cái đồ này kia, được, tôi thấy không phải dễ dàng đâu ha. Anh bắt thể kéo lên khúc đầu giúp em cái phần mà vẽ đồ thị, cái lúc mà nhập data rồi. Ok, cái chỗ này thì ví dụ đây của mình nó đang là một cái tuple, đúng không, và cái phần mà ví dụ mình có cái quay thì mình cũng nhập nó thành là một cái dictionary, em nhớ không nhầm, như là cái dictionary trong cái tuple nhỏ nữa. Thì khi mà mình làm từ cái phần là cái extension, cái extension matrix ở dưới á, thì mình sẽ chuyển cho nó thành cái dạng như thế này, và sau đó từ cái dạng này á, mình sẽ đưa nó vào cái phần mà gọi là cái raw đó. Thì ví dụ như mọi người thấy ở trên cái define function raw ở trên, giúp em kéo lên khoảng nửa màn hình nữa là được. Dạ đúng rồi. Thì đây mình sẽ có cái phần gọi là cái object. Ủa sao nó bị gì vậy? Kiểu nó giật. Ở trong này em bị gì đó rồi sao rồi? Không hiểu sao hay là con chuột? Dạ, không quên. Dạ. Dạ, thì ở đây mình sẽ có object là một node, cái phần mình sẽ. Và sau đó mình có cái node này, nó sẽ lưu lại những cái giá trị mà mình cần lấy. Ví dụ thầy muốn lấy cái degree centrality, nó cho mình lấy. Thì ví dụ như là stay on page giúp em được không anh? Còn không là anh refresh lại đi, chắc nó không có mất đâu. Anh F5 lại đi nè. Với lại mọi người có nhớ là hôm trước cái data mình làm bên cái gì ta, cái bên machine learning á, nhưng mà cái đó là do không có làm theo cái pair sample nên làm kiểu này không được. Rồi như anh bắt không sao đâu em, không sao đâu, ở đây chỉ là có nghĩa là chưa có cái tool nào, đúng không, để chuyển sang từ cái đó sang một cái format cho cái wrap, đúng không, cho cái mà em phải viết. Em phải viết một cái đoạn chuyển, tức là em lưu thì vẫn lưu dưới dạng là cái accession matrix. Còn khi mà đưa vào thì em phải viết một cái đoạn chắc cả khoảng 10-20 câu gì đó để mà chuyển sang cái dạng mà gọi là cái pháp kia. Thì em viết đơn giản thôi, viết cái phần gọi là loop thôi. Cái đó cũng hơi dở, tại vì cái đó em viết chắc cả khoảng năm trước. Còn nếu giờ thì em nghĩ là chắc có em sẽ biết cái kiểu apply để cho nó nhanh hơn. Rồi, cảm ơn Giang rất là nhiều, cảm ơn bác rất là nhiều. Có ai hỏi gì nữa không mọi người? Data nhiều lắm, mọi người cũng thấy gì đó, chủ yếu là mình có muốn làm hay không ha? Chứ có quá trời data mà mọi người cũng thấy đúng không? Đó, data ở khắp nơi, chỉ có một cái là không có tay chân làm đó, mà dạy xong rồi nó cũng không chịu làm đó mọi người. Đó, bỏ bao nhiêu công sức ra dạy xong xuôi rồi cũng không thấy, cứ bận thi cử đó. Thầy cho em hỏi cái chỗ này, ví dụ như là cái nhóm bệnh thì cái RNA-seq với cái em microRNA này là mình chạy khi mà mình đã pull một nhóm nó lại chung. Ví dụ như mình có 5 control và 5 người bệnh, nhưng mà cái cách mình chạy không phải là mình chạy trình tự riêng từng người, mà mình gom 5 người của nhóm control còn 1, 5 người của nhóm bệnh còn 1 để mình chạy. Như vậy thì cái kết quả giải đó mình có chạy cái bảng correlation giống gì không? Em gom nghĩa là em thành một rồi đúng không?
Dạ, đúng rồi. Gom lại em thành một, bên kia em đang gom thành một, em cũng tính correlation lại được, nhưng mà em chỉ có hai hàng thôi à, đúng không? Dạ. Tính correlation hàng, còn cái này là người ta có 300 mấy mẫu, đúng không? Dạ. Và khi người ta chạy thì người ta sẽ có cái dạng ma trận của 300 mấy mẫu đó mà thành cái ma trận của 2.500 mấy cái gene đó, đúng không? Đó. Thì cái nào cũng được hết á, nhưng mà có một cái là em có tin tưởng kết quả đấy hay không thôi, chứ còn được làm được. Được không em? Có nghĩa là mình làm được, chỉ có mỗi là mình có tin hay không thôi. Tại vì làm statistics thì người ta phải cần nhiều mà. Có ai hỏi gì nữa không mọi người? À, dạ em tế mà hỏi một chút ạ. À, dạ kỳ hôm thứ bảy thầy cũng có nói, hôm nay bạn Giang cũng có nói đấy. Thì ví dụ cái này mình làm thêm cả cái antisense của các cái chuyên đấy thì có được không ạ? À, bởi vì trong cái bài của em sau khi thầy nói xong thì em lời xem lại thì cái bài đấy cái WT1 nó cũng có một cái WT1 antisense mà nó share vô motor cùng với cả cái WT1 mà nghiệp chiếu với nhau ấy. Và nó cũng cùng biểu hiện luôn ấy. Thì không biết là có một cái dữ liệu là nó cho mình biết là những cái chuyên nào có antisense để mình cũng làm cái tương tự như này, nhưng mà mình sẽ biết được chắc chắn nó sẽ value chính các cái chuyên của bản thân nó không ạ? Bình thường thì mình sẽ biết được cái từ mà AS, đúng không? Đó là nó kèm theo cái gene đó. Thí dụ như là SOC2 thì nó sẽ có AS SOC2 đó. Thì nhưng mà không có ai đảm bảo cho mình được là nó có ăn nó có, thí dụ như giờ mình đều có mRNA biểu hiện của hai cái đó hết, đúng không? Thì cái quá trình mà cái antisense đó là sau khi biểu hiện rồi tụi nó silent với nhau, đúng không? Đó thì để mà khẳng định cái đó thì em phải có một cái gọi là cái một cái mature RNA sequencing, hoặc là mình có một cái gọi là routine đó, làm cái proteomic đó, để mình, tại vì nó không, mặc dù là cái nó có biểu hiện mRNA, đúng không, cả hai đều có biểu hiện mRNA hết, nhưng mà hai cái antisense đó nó lai lại với nhau, đúng không, thì nó không có tạo ra cái routine đó, vậy đó, thì hoặc là nó không tạo thành một cái mature mRNA đó, vậy đó, thì mình dựa trên cái đó để mình biết được thôi, chứ không có cái data nào nói được là nó cùng hai cái đó có biểu hiện thì nó sẽ không tạo thành routine, được không bác? À, dạ vâng ạ. Thế em có đọc được một bài thì họ có nói là cái WT1AS này thì nó sẽ làm tăng cái stable của cái mRNA của cái WT1 này, và nó cũng hình như cũng tăng chuyển từ cái mRNA của WT1 sang protein này, thì đấy nó có đi ngược lại với cái mà cái bình thường, dạ, đúng không? Vâng, dạ, dạ. Thì cái đó là mình dựa trên cái cơ sở thì mình phải đọc coi cái bài của người ta chứng minh cái cơ sở đó bằng cách nào, đúng không? Đó. Thì cái đó là một trường hợp, đây là một trường hợp đặc biệt, đúng không? Thường là antisense mà mình cũng biết, đúng không? Nó sẽ tạo thành hai cái mRNA mà nó có trình tự giống nhau thì tụi nó sẽ lai lại thành cái DNA, đúng không? Đó, hai sợ thì nó sẽ lai thành DNA và nó ức chế cái quá trình mà dịch mã, đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây trường hợp này là một cái trường hợp đặc biệt, chắc là nó sẽ có cơ chế tại nó có một cái imprinted gene gì đó trong đó, đúng không? Đó. Thì mà cái cơ chế imprinted gene nó đặc biệt lắm mọi người. Đó. Nó khó, người ta khó tìm ra được lắm, bởi vì những cái bài mà liên quan tới đó thì mình phải đọc kỹ mình mới hiểu được ha. Đó. Coi người ta chứng minh bằng cách nào. Được không em? Ha. Chứ nó không có universal rule đâu ha, nó case by case, nó tùy theo trường hợp. Ừ. Rồi. Có ai hỏi gì nữa không mọi người? Cho em hỏi một câu. Vậy người ta hỏi là cái UCSC này là cái tập hợp con của TCGI ấy. Em nói lớn lên được không trường? Tôi nghe không được. Hello. Không em nói lớn lên nữa đi.
Dạ, em hỏi là cái UCSC này là cái tập con của TCGA không? Không phải tập con đâu em, tụi nó làm lung tung lắm em, tụi nó cái này data public data mà đôi khi cái viện chỗ của ngữ người ta có riêng data của người ta, rồi người ta lấy thêm cái TCGA data của người ta đem về, mà TCGA nó cũng có lấy một số data của mấy cái project khác nữa, bởi vậy là mình ở đây mình khẳng định là tập con thì không không chính xác ha. Đó, nó có thể là một cái gì đó độc lập với nhau đó gì đó, người ta có tiền thì người ta muốn lấy data nào người ta bỏ vào trong của người ta thì người ta lấy đó, chứ tôi thấy là đôi khi có một số cái bên đây á, nó rồ xét theo một cái phương pháp khác nhau đó, và nó cộng thêm một số data của bản thân của cái viện đó làm nữa, được không em ha? Bởi tôi không dám nói nó là tập con ha. Rồi còn với lại trên cái UCC này mình đọc cũng không có quan sát được cái slide, nó đâu có slide ảo đâu đúng không? Tôi không thấy nó có cái đó em. Ở bên chỗ của ngữ thì hầu như là chỉ làm mấy cái sinh học phân tử thôi, chứ không có chú tâm nhiều về mấy cái pathologic, mấy cái hình ảnh nó nhựa HE thì không thấy có. Nhưng không biết bây giờ có bỏ thêm vô thì không biết ha. Cái nhuộm thì anh có dùng cái tool như là cái web anh truy cập được á. Cái tool bên R là hồi trước ở bên cái survival lúc đó anh có làm, có nhắc, nhưng mà không biết mọi người có nhớ không, là nó có thể truy cập được cái hình ảnh nhuộm một số mẫu nếu có. Trên UCSC luôn em? À, trên PCGA ấy anh. Còn cái Sena Browser đó thì thật ra là nó cũng đa phần là cái phần TCGA data thì nó cũng có cái phần một số mẫu nó nhuộm chứ không phải là nhuộm hết. Ví dụ hồi em nhớ là trên breast cancer là có, tại vì nó xác định gọi là những cái loại mà subtype của breast cancer đó, blue AP hay là cái basaline cancer đó, thì em thấy là trong cái data metadata nó có ghi với là cái phương pháp xác định nó thì nó ghi là cái IHC, tức là nhuộm hóa mô miễn dịch với lại có cái phần packet error, nhưng mà em thấy như là nó hơi nặng ấy. Tại vì cái hình ảnh nó hơi hơi đẹp, hơi nặng, cho nên là như là em không có làm trong cái đó nữa. Em biết là có thì em thử ra, nếu mà thử ra cancer là được ấy. Còn mấy cái khác thì em không chắc nữa. Rồi, bữa nay tối quá rồi ha. Cảm ơn Giang rất là nhiều ha. Mọi người thấy được là mình học vẽ hình thì đôi khi mình cũng hiểu thêm, đúng không? Đó, những cái vẽ ra thì là một chuyện, đúng không? Để hiểu nó còn phải đòi hỏi rất là nhiều kiến thức nữa ha. Và nó cũng liên quan tới nhiều thứ phân tích khác nhau nữa mọi người ha. Visualization để hiểu, đúng không? Đó, mà để visualize được thì mình cũng phải có mấy cái background kiến thức nữa ha. Thì đây mình background mọi người ở đây cũng rất là đặc biệt ha, mỗi người sẽ có một cái đặc biệt riêng đó ha. Ai cũng có cái kiến thức riêng của mình hết, đúng không? Đó, bởi vậy là mình phải tự đào sâu vào đó. Chẳng hạn như là Hoàng, mỗi lần hỏi tới thì thú tính của Hoàng thường sẽ trỗi dậy, đúng không? Đó, Hoàng sẽ thích về động vật, đúng không, thực vật hơn, ví dụ vậy ha. Rồi, tuần sau thì tới ai vậy Giang hả? Giang ơi. Dạ, tuần sau thì chị Tâm thay đổi theo ca của em đó thầy. À ok, vậy em đánh lên giúp đi ha. Rồi tuần sau là Tâm với lại Tâm với lại Hạnh đúng không? Hai người đó đúng không em? Hay là dạ. Tôi không biết đó. Rồi thứ tư này thì ai em? Thứ tư này bên của mình là ai? Thì cái đó đến đến sau rồi không thầy? Tại em có công chuyện chuẩn bị đi ra ngoài á thầy. Ok rồi, ừ. Vậy mọi người cứ phải cho tôi biết trước vậy đó. Tại lỡ mà không có tôi có cái tôi chuẩn bị ha. Rồi, ra ngoài được rồi em, cũng sao em. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chào mọi người. Dạ, em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Chào thầy, chào mọi người ạ.